kính lại Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày rằm, ngày 30, ngày 29 tháng 6, tức là tháng Thiếu. Thì cũng là ngày cúng hội theo truyền thống của các sĩ. Thì cũng có chư nam nữ Phật tử tề tụ đông đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây. Thì chư thiện nam tín nữ cũng vừa đọc kinh Tam Bảo, cúng dường vừa sau. Sau đó chư tăng có đọc bài kinh Phước Thí và cũng chú nguyện cho chư thiện nam tín nữ của Pháp hội chúng ta và tất cả Pháp giới, các dông hương, hương dông, chúng sanh được sớm giảng sanh về Cực Lạc và thành Phật đạo. Đó là cái buổi cúng như vậy tạm gọi là viên mãn. Nhưng theo truyền thống khất sĩ thì bài nói Pháp là quan trọng hơn hết. Thì tôi cũng xin thưa rằng, thì người ta nói là trời mưa gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa đã khác xưa rồi. Và sám giảng đã nói mấy chục năm về trước. Rồi gần đây thế giới đã tuyên bố là 21 tháng 12 là ngày tận thế. Thì tất cả đều xôn xao lên và tỏ giới rất nhiều, ăn chay rất nhiều. Tôi cũng rất mừng. Nhưng mà tôi muốn đính chánh cho rõ ràng, người Phật tử không nên theo ngoài đời, không theo các tôn giáo bản, mà phải là tôn giáo của Đạo Phật. Tức là phải có một sự hiểu biết cho đúng đắn, rõ ràng. Tôi xin thưa là tôi không phải bác cái 21 tháng 12, mà tôi cũng không có chấp nhận. Thì tôi thường nói đó, tất cả những cái gì xảy ra là do duyên khởi, do nhân duyên mà có, rồi do nhân duyên mà diệt mất. Thì nhân duyên ở đâu? Thì ở Phật tử, ở mỗi người chúng ta. Thế giới bây giờ nghe nói đâu 6 tỷ đó, mình làm một người trong 6 tỷ người đó. Thì kỳ trước đó, mấy trăm năm về trước, thì có một trận đại Hồng Thủy. Đại là lớn, hồng là tràn lan, thủy là nước. Nước tràn ngập khắp nơi trên trung bả địa cầu này, biết bao nhiêu người chết và bao nhiêu nhà cửa đều bị nước cuốn trôi. Thì theo Phật giáo, sở dĩ mà có đại Hồng Thủy, người ta nói trời phạt, không có ông trời nào phạt hết á. Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi bác không có ông trời, mà tôi không có chấp nhận ông trời. Cũng như mà chính phủ hay công an, tôi không phải nói không có công an, mà tôi không phải nói là có công an. Công an sở dĩ có là cho những người xì ke ma tí, những người phạm pháp. Còn những người không phạm pháp là các cõi trời thì không có công an nào bắt bớ mình được hết á. Vậy thì công an có là do nữa mình đặt ra, do người dân đặt ra, an lương của dân, rồi trở lại bắt những người dân phạm pháp. Thì mình phải hiểu cái đó. Thì hôm nay vấn đề đó tôi muốn người Phật tử phải sáng suốt trong vấn đề này. Nghĩa là sao? Nghĩa là hôm trước tại Hồng Thủy đó, thì theo trong kinh nói chúng sanh cái lòng tham dục quá nhiều. Nước tham một dải đen xì, thì lòng tham sẽ sanh ra nước. Hồi đó thì vật chất nó ít. Thế giới này mà mấy người lớn tuổi thì biết đó. Hồi xưa sau cái trận đại chiến thứ hai, thì Pháp nó chiếm Việt Nam, thì chạy đi thì phải đốt lương thực, đốt quần áo. Thì người dân nghèo đói. Rồi khi mà Nhật đảo chánh thì Pháp Tây nó chạy. Thì trước khi đi nó đốt gạo lúa, đốt quần áo, kêu là tiêu thổ kháng chiến đấy. Thì lúc bấy giờ tụi Nhật Bổn nó qua thì Tây nó đốt, thì đâu ăn thua gì, nó lấy nó xài, thì dân phải đói. Thì khi đó là dân ở ngoài Bắc nó chết mấy triệu người, trong miền Nam thì chết vài trăm thôi. Tại sao vậy? Thì đồng ruộng bao la, cò bay thẳng cánh, đói có mấy tháng thôi, năm sau là lúa đầy nhóc hết. Thì người dân nhờ đó, còn Bắc đó thì đồng lúa ít, mà lúa khó trúng nữa, mà Trung với người Bắc là chết nhiều vì đói. Thì chúng ta thấy là nạn đói là do dân. Thì hồi xưa người ta vì cái đó mà ta rất là thiếu thốn, cái lòng tham nó đầy trời. Thì lòng tham sanh ra nước thủy, hồng thủy là nước tràn khắp nơi. Rồi qua cơn đó tới bây giờ, thì bây giờ không phải hồng thủy nữa. Quý vị coi chúng ta bây giờ cái gì nặng nhất? Thì tôi thấy là cái sân. Sân là gì? Sân là nóng. Lửa sân mà nổi dậy đốt thiêu, như chim mà đứt cánh, như chim mất cánh mà như diều đứt dây. Thì cái này không phải là hồng thủy nữa, mà tôi thấy là hồng quả. Hồng là tràn lấp khắp, quả là lửa. Lửa sân nổi dậy đốt thiêu. Thì cái này mặt trời nóng, quý vị thấy đó, nóng tới giờ này đó mà tôi không dám vô nhà giảng đó. Thì quý vị là quý vị chịu nổi. Thành ra buộc lòng tôi phải giảng ở ngoài trời. Thì ngoài trời lại sợ mưa gió, sái mưa, sái tiết nữa. Ông muốn mưa là ông mưa thôi. Nhưng mà nếu có tâm quý vị thành đó, thì bữa nay nhà Pháp ông không có mưa. Còn quý vị mà cái tâm không thành đó, thì sẽ mưa thôi. Thì cái trời đất, tôi không phải nói là không có ông trời, mà ông trời lệ thuộc ở quý vị á. Nói trời phạt quý vị thì thật ra không có trời nào phạt, mà quý vị phạt mình. Mình đặt ra ông trời để phạt những người mà có cái tâm tham sân si. Thì tôi thường nói đó, ngày 21 tháng 12 có thể có thể không, có thể trước đó nữa, và có thể sau đó, và có thể không bao giờ xảy ra. Thành ra cái đó là do ở ai? Do ở chúng ta. Thành ra tôi yêu cầu quý vị phải cải sửa, làm sao đừng có sân nữa. Đừng có sân, bớt cái sân đi. Thì tới 21 tháng 12 không có xảy ra, tôi bảo đảm. Xảy ra tôi chịu xuống địa ngục, tôi chịu tội hết. Còn muốn trước nữa thì quý vị cứ sân cho dữ đi. Ở nhà con cái nó làm không vừa ý, hay là chung quanh lối xóm này kia nổi sân đùng đùng lên. Thì cái sân này là cái tư tưởng của chúng ta, nó làm cho cái quả địa cầu nóng lên. Quả địa cầu là ai? Là do mình tạo ra. Cũng như cái tỉnh Trà Vinh là ai tạo ra? Thì do quý vị không? Do toàn dân ở tỉnh Trà Vinh này. Mà bây giờ tôi thấy Trà Vinh ăn chay rất nhiều, tôi rất mừng. Hồi đó có 6-7 cái tiệm ăn chay, giờ mười mấy 20 cái. Mà tôi thấy là tôi từng nhắn nhủ đó, ăn chay thì rất khỏe, bị nó thuộc về tam tịnh nhục mà. Thì loài thú nó khỏi chết, chúng sanh nó khỏi rên la. Loài thú là nó có linh hồn. Quý vị giấc thể xác, linh hồn nó không chết đâu, nó sẽ báo oán. Nó có cha mẹ anh em mà. Đó, do cái chỗ đó quý vị ăn tôi rất mừng. Nhưng mà ăn chay tôi thấy lại bệnh nhiều. Cái lý do là sao? Là quý vị vẫn còn tham ăn. Mình lợi cái tiệm cơm chay mình dặn nó, cái độc nhất đó là bột ngọt, bột hóa học đó. Cái đó đưa tới ung thư tiểu đường. Quý vị coi sách thì quý vị biết, trên báo cũng đăng, nhất là báo khoa học. Có ăn thì bột ngọt kêu bằng thiên nhiên thì nó cũng có chất bảo quản. Mình ăn sẽ bị ung thư, tiểu đường, tai biến, đủ ít bệnh hết. Còn cái thứ mà bột ngọt hóa học thì còn mau nữa, chừng vài tháng à. Rồi đó siêu tâm ở đây tôi nói không tin. Nó mua cái núm mèo, phải núm rôm thì là tốt. Núm mèo nó mua cả 5-6 kg, một cái rổ bự vậy. Đem về ông sấy, ông làm sao đó, ông trộn với bột ngọt với dầu, ăn thiệt là ngon. Tôi nói này sư ăn ngon mà, ngon có bao tử sư luôn, sư sẽ bị ung thư. Ông cự tôi quá trời, sao này ung thư. Thành ra hôm nay tôi muốn nói về tại sao cái sân từ đâu mà có. Cái giận đó, chúng ta giận con cái, nhất là mấy bà mà có con đông, mà là chủ trong gia đình. Nhiều khi giận chồng, giận con, giận lối xóm, giận Phật tử nữa. Lửa sân mà nổi dậy đốt thiêu, như chim mất cánh mà như diều đứt dây. Hỏi ai nghe mấy lời này có nên tiếc rám rừng cây, hay là hãy lo niệm Phật cho qua tháng ngày, chớ nên lấp mắt ngơ tai. Hãy nên niệm Phật hoài hoài hay không? Quý vị có sân không? Tôi thấy 10 người đến tôi đó, nhất là mấy người nam, hết 9 người. Sao con ăn chay, con nghe sư giảng mà con sân quá sư, con không biết làm sao cho hết sân. Thì tôi nói có hai cách. Một cách thứ nhất đó là pháp đối trị, tức là quán thăng qua cái tư tưởng mà lên cao, thì cái sân nó nhẹ, cái sân nó vi tế. Nhưng mà khi nó quá tải rồi đó, thì nó dữ hơn nữa. Cũng như cái bình mà nấu nước vậy, nó sôi đâu quý vị đậy nắp, quý vị đậy lại thì nó không tróc cái nắp. Nhưng mà khi quá tải nó nổ một cái bùm một cái thì nắp văng hết cái nồi nước cũng mất tiêu luôn. Thì cái sân của chúng ta cũng vậy đó, đè nén là nhất thời, nhưng mà nói hết là không hết, đè hoài tức có chịu không nổi thì nó sẽ suy đoán mạng. Cũng như trong gia đình mà mình nhịn ai cũng vậy, tao nhịn mày không, một lần, hai lần, ba lần hết rồi, nhất quá tam, lần thứ tư là bắt đầu án mạng đấy. Nó đè quá rồi, thành ra cái pháp đối trị cũng ít lợi, nhưng mà nhất thời thôi. Thành ra 62 tôn giáo hồi thời Thái Sử Đi Đạt Ta là chưa có đạo Phật dùng cấp pháp đối trị. Mà đối trị hay nhất là gì? Là chạy trốn, bỏ gia đình đi chỗ khác. Còn về nữa, mà chỗ khác thì cũng sân nữa thôi. Đâu phải có một người này là đối tượng của mình, thì đi người nào cũng là không vừa ý mình hết. Rồi mình ở đâu? Cũng như Đức Phật đi giáo hóa gặp bà gì đó, bà hoàng hậu gì đó, bà kêu người ta, bà đuổi, bà chửi, rồi mới kêu mấy thằng vô côn đó là chửi Đức Phật. Rồi thấy Đức Phật tỉnh queo, rồi mới kêu tụi đó là đến đánh này. Thì bằng đêm nó đi lại tới đó, nó thấy hai thầy trò đang ngồi dưới gốc cây đó. Thì A Nan cũng ghi lại Đức Phật, xin Ngài đi, ở đây người ta chửi mình quá trời đi, con chịu không có nổi. Đức Thế Tôn nói bây giờ đi đâu A Nan? Nó đi qua những cái xứ khác. Nói xứ khác người ta cũng chửi ông nữa, ông làm sao? Nó đi qua xứ khác nữa, rồi xứ khác người ta chửi nữa, ông đi đâu? Cuối cùng ông không chỗ ở. Cái sân đâu phải tại hoàn cảnh mà do ông chưa. Thì nếu ông đi như vậy đó thì ông không có chỗ ở và không có chỗ nào chứa ông hết. Ông thấy như vậy thấy mặt khác. Thành ra cuối cùng đó, tụi ăn cướp nó nghe hỏi một người lương y đó, có bao giờ nói bệnh nặng mà từ chối trị không? Nếu là một vị bác sĩ thì phải thương người bệnh. Mà bây giờ bác sĩ nói cái này tôi trị không được à, tôi trị là tai mắt mũi, cho cái bệnh khác tôi trị không được. Bác sĩ nào mà từ chối được? Mà nếu mình bị bệnh mà cần phải mổ, bác sĩ nó tôi không mổ à. Đâu có bác sĩ nào mà từ chối, biết mổ hết bệnh nhân thì vẫn mổ, mặc dầu làm cho bệnh nhân đau. Thì người tu cũng phải vậy, mà không phải mổ khác, mổ ở mình. Mà cái gì làm mình sân thì chúng ta thấy cái này là khó đấy. Mà mình không tìm cái nguyên nhân của sân, mà mình chấp nhận sân là có thật. Bây giờ tìm cách trừ nó thì nó có vô lượng cách 84.000 pháp môn. Nếu tôi sân đó, có thể tôi niệm Phật, có thể tôi theo hơi thở vô ra, có thể mấy người của người chỉ là cầm cái chén nước đầy uống từ từ vô để nó mát, nó hạ bớt cái sân xuống. Hoặc có người đó là xách xe Honda chạy, đừng có nghe tiếng chửi nữa. Hết không? Dĩ nhiên là chạy là phải hết, nhưng mà trở về rồi làm sao? Gặp cảnh nữa thì bị. Giờ bỏ nhà đi qua nhà khác, rồi qua nước khác ở, rồi nước khác làm vừa ý mình sao? Thì trước tiên hãy có con người là phải có đối tượng, mà có đối tượng là có sân nữa. Rồi chạy đâu vậy? Có người thì vô núi tu trốn cảnh. Như tôi thì thỉnh thoảng tôi cũng trốn cảnh. Tôi không phải là sau này mới biết là dầu đi đâu thì cái tư tưởng mình vẫn còn. Mà tại sao mình sân? Mình không tìm cái nguyên do của nó. Nếu mình đổ thừa hoàn cảnh thì chỗ nào cũng có hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh nặng có, hoàn cảnh nhẹ có. Mình gần mấy người ác thì sân nó dễ nổi, còn gần mấy người thiện thì thỉnh thoảng cái sân cũng còn nổi. Rồi rừng thầy sáng bạn lành hết, ai cũng chiều mình hết, vẫn dạng như ông vua, ông tổng thống. Có sân không? Dĩ nhiên là không ai dám mà làm Phật ý ông hết. Ông hết sân. Không hết đâu, mình sân với mình. Cái này mới là cái nguồn gốc. Có khi tôi muốn làm cái đó mà cuối cùng tôi không làm được, tôi nổi sân. Có khi tôi không muốn cái tư tưởng xấu khởi lên mà nó vẫn khởi lên, làm cho tôi sân. Như vậy cái nguồn gốc của sân từ đâu? Quý vị phải tìm Đức Phật Thái Tử Sĩ Đạt Ta, do đó mới là đi xuất gia. Sau khi gặp 62 tôn giáo, Ngài tu hết tất cả tôn giáo. Từ khỏi dục giới, Ngài bỏ cái sắc thân bên ngoài, tức là sắc tài, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Ngài làm vua, Ngài bỏ ngôi vua. Như vậy hết sân chưa? Chưa. Ngài mới trốn vào trong cái sơ nhị tam thiền cõi trời sắc giới. Ở đó người ta không có sắc thân, người ta không ăn uống, ta ăn bằng cái hỷ lạc. Một cái hỷ lạc khi mà nó kéo dài, nó mất thì cũng nổi sân. Chưa có hỷ mình mong muốn hỷ, có hỷ rồi mình sợ nó mất thì cũng là sân. Rồi nó mất thiệt càng sân nữa. Rồi Ngài thấy không êm, Ngài bỏ cõi trời sắc giới, sắc thân bên trong, rồi đi tới cõi tư tưởng không có thân ngoài, không có bên trong. Thì quý vị thấy mình có ba thân hết thảy nha. Quý vị phải theo dõi mới được. Cái thân bên ngoài đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Thì quý vị cần phải ăn uống. Chết thì cái thây nó thúi sình, cũng như chuột chết, như chó chết vậy. Còn nếu quý vị không để ý cái thân này, quý vị ăn cái thân trong, tức là dây thần kinh thị giác, dây thần kinh thính giác, dây thần kinh khứu giác, vị giác, xúc giác. Cũng như cái xác thịt mình nó, khi quý vị bị phỏng nó là phỏng thân bên ngoài. Quý vị thấy đau nhất, mà đau nhất này vừa thôi. Quý vị có thể bị phỏng, quý vị kiếm thuốc Vaseline, gì thuốc mát, quý vị thoa cho nó hết. Nhưng mà quý vị đứt dây thần kinh rồi, đó là xác thân bên trong, thì thân bên ngoài nó cũng liệt luôn. Cái thân bên ngoài nó nương vào cái thân bên trong để nó sống. Mà hãy nhấc dây thần kinh xúc giác rồi quý vị chịu không có nổi, nó đau đớn vô cùng. Chích gần đó là xác thân bên trong, còn xích thịt là xác thân bên ngoài. Quý vị theo dõi mới thấy là xác thân bên ngoài thì nó đau mà ít đau hơn. Chích thịt đó đau mà ít, còn chích gân mà trật một cái rồi đau chết luôn. Mà cái gân nó đứt rồi thì có xác thân bên ngoài chết theo luôn. Quý vị phải để ý cái đó. Chút nữa là chúng ta đi tới xác thân bên trong, bên ngoài. Chúng ta phân biệt cho rành, để rồi chúng ta mới đắc quả Phật. Khi mình thấy lờ mờ cái gì thì bắt đầu có đau khổ, rồi chạy trốn thì lên cái lờ mờ ít hơn. Mà khi nào mình thấy rõ rồi thì mình không dính mắc vào nữa. Cái thấy rõ này là đạo Phật. Mà làm sao thấy rõ thì chút nữa chúng ta sẽ đi tới đó. Thành ra Thái Tử Sĩ Đạt Ta muốn trước khi đi xuất gia đã xin vô tịnh phạt. Vô tịnh phạt không cho, 3 lần không cho. Thì nói bây giờ cha có thể thỏa mãn con thì con xin ở lại với cha. Bởi vì đi con một mà, đi một cái thì cái dòng dõi vua chúa mất. Mới năn nỉ Thái Tử nói chứ cha thỏa mãn cho con 3 điều thôi, thì con xin ở lại với cha. Vua Tịnh Phạn nói được, nếu mà cái gì cha có thể làm được cha sẽ làm cho con. Thì ông xin 3 điều. Thứ nhất đó, con sống mãi không già. Thứ hai là con trẻ mãi, con khỏe mãi mà không đau. Thứ ba là con sống hoài mà không chết. Thì cuối cùng là vua Tịnh Phạn nói cha cũng còn nằm trong đó, chứ đừng nói là con. Cuối cùng là Thái Tử phải đi thôi. Đi rồi tìm hết 62 tôn giáo, thì không có tôn giáo nào mà đừng có sanh, đừng già, đừng bệnh, đừng chết. Tất cả đều phải nằm ở trong đó. Thì cuối cùng Thái Tử đi tới ông Alara quốc đầu Lam Phất. Thì Alara thì dạy gì vô số số. Nơi đó là không có không gian, không có thời gian. Ông nhập định, ông đi tới có mà, đi tới cái cõi mà lặng lẽ. Nhưng mà sau đó tư tưởng phát khởi, ông mới tạo cái lặng lẽ giả để ông chìm đắm trong đó. Thì Thái Tử thấy. Rồi đi tới quốc đầu Lam Phất là đi tới cái pháp thân thường trụ, cái lặng lẽ của Như Lai. Rồi cuối cùng nó cũng mất tư tưởng rồi, luôn luôn nó mất thời gian, rồi nó bắt đầu mới nói là cái giới của điều kiện, của khuôn khổ. Mà thế giới của Phật là thế giới của tự nhiên, nó có sẵn trong vũ trụ, mình nhận lại nó thôi, chứ không có cách nào đi tới nó được hết. Nó cùng khắp, mà nó là cái nền tảng để sanh ra tất cả các pháp. Cũng như chúng ta thấy cái dòng nước vậy, thì khi có tham sân si nổi lên thì cái gió tham sân si này mới mượn cái dòng nước để tạo ra lượng sóng. Mà chúng ta không biết, chúng ta tưởng đâu dòng nước tạo ra sóng. Không có dòng nước nào tạo ra sóng. Không có cái dòng nước chân như hay là ai lại gia thức mà tạo ra sóng. Mà chính gió bên ngoài mượn cái dòng nước linh hồn, dòng nước chân như để tạo ra lượng sóng. Rồi từ đó chúng ta thấy lượng sóng với dòng nước nó không rời nhau được. Để rời sóng thì không có nước, mà rời nước, rời dòng nước thì không có sóng. Thì cái linh hồn của chúng ta với cái xác thân này nó nói một sai mà nói hai trật. Thành ra nước với dòng nước với sóng là hai là sai, mà dòng nước với sóng là một là sai, một là trật. Thành ra Phật tử phải quán chỗ đó. Chúng ta chính là dòng nước linh hồn, chứ chúng ta không phải là xác thân. Nhưng mà bỏ xác thân này thì không tìm, bỏ cái xác thân sống này thì không tìm được cái dòng nước linh hồn. Mà bỏ dòng nước linh hồn thì cái xác thân này không chỗ nương để mà phát hiện. Nhưng mà xác thân này nó có 5 giai đoạn. Chúng ta phải thấy rõ 5 giai đoạn thì mới thành A La Hán. Thì giai đoạn thứ nhất là phải thấy cái xác thân bên ngoài này, thì đã quả thánh thứ nhất nhập lưu đấy. Rồi giai đoạn thứ hai là phải thấy cảm giác, nó mượn cái xác thân này để nó phát ra cảm giác dễ chịu, khó chịu, dửng dưng, tức là không dễ không khó. Mà chúng ta phải biết cảm giác với sắc thân khác nhau, mà không phải khác, mà là thăng hoa. Sắc thân này thăng hoa lên thì thành là cảm giác. Cảm giác mà thăng hoa lên cao thì thành ra tư tưởng. Cảm giác là cái nhận biết mà chưa có tư tưởng phân biệt. Còn tư tưởng là cái phân biệt mà chưa có sự đắn đo lựa chọn để quyết định hành động, thì cái đó là hành quẩn. Và hành quẩn sau khi hành động rồi được cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức mới thì chứa trong cái kho đó là linh hồn. Nhưng mà khi nó vào kho linh hồn, nó biến thành năng lực, thì đó là khoa học kêu năng lực, đạo Phật kêu là thức. Thành ra quý vị phải đi theo dõi cho thấy, nhất là năng lực và thức. Năng lực, thức và ý chí nó giống hệt nhau. Khi cái năng lực, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức mà nó sao động thì nó thành ý chí. Ý chí tức là mạt na, tức là nghiệp. Một khi ý chí nó dừng lại rồi thì nó thành kinh nghiệm, kiến thức, biến thành năng lực, thức. Thành ra cái đạo Phật nó khó là quý vị phải thấy rõ nó. Khoa học từ trước giờ đó thì biết có 6 thức thôi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Rồi 6 thức này mới đưa lên trên óc. Trên óc tư tưởng mới mượn cái óc để phát hiện ra sự phân biệt. Khoa học biết tới đó. Mà phân biệt rồi đắn đo suy nghĩ để mà chuyển nghiệp, khoa học không biết. Bây giờ sau khi người ta tìm ra cái chiều không gian thứ tư, tức là nhận thức, thì bắt đầu mới biết kêu cái ý chí, cái nghiệp đó là tiềm thức, là cái biết tiềm tàng sâu ẩn ở trong. Rồi biết tiềm tàng này chứa ở đâu, nó phải có chủng tử kinh nghiệm, thì khoa học tìm ra kêu đó là vô thức. Cái thức mà không ai biết nó chữ biến làm sao, nó mờ mờ mịt mịt, thì khoa học chỉ có biết vậy thôi. Đức Phật này giảng rất rành, rành nhưng mà cao ạ. Tới bên Nguyên Thủy đó, thì Phật giáo Tiểu Thừa đó, nó kêu là Nam Tông đó, thì cũng giảng giống khoa học có 6 thức à. Rồi qua Đại Thừa đó bắt đầu mới có thức thứ 7 và thứ 8, tức là duy thức học. Hồi xưa 62 tôn giáo mà đi lạc. Lạc tức là đi qua người trời, dùng pháp môn đối trị để thăng qua, để tiến hóa. Mà đạo Phật thì không có tiến hóa. Cũng như tôi thấy là nó, thí dụ như là lấy cái vàng đi, quý vị nắng ra nào cà rá, nào dây chuyền, nào nhẫn, nào tấm lắc, tất cả đều bằng vàng, thì cái hình tướng tự nhiên phải khác rồi đó. nhưng mà cái bản thể nó vẫn là vàng. Thì đạo Phật là cái đạo vàng bản thể, chứ không phải là hình tướng. Dầu cà rá thì nó khác cái nhẫn, nhẫn nó khác tấm lắc, nó lắc thì nó sát dây chuyền. Nhưng mà thật ra cái bản thể nó vẫn là vàng, có một thôi. Nếu chúng ta trở về vàng thì hình tướng nào cũng là phụ thuộc thôi, hình tướng nào cũng là ta hết, cũng là vàng hết. Nếu chúng ta dính mắc vào một hình tướng rồi thì chúng ta bắt đầu đau khổ. Mà chúng ta ở trong tất cả mọi hình tướng mà vẫn thấy mình là vàng, không dính mắc vào cái nào hết thì giải thoát. Vì giải thoát là ở trong ngay cuộc đời này. Mà chúng ta có cái sắc thân chưa có phân biệt, rồi có cảm giác là phân biệt dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, cũng chưa có gì đau khổ. Rồi tới cái tư tưởng, tại sao mình đau khổ, tại sao mình thích thú. Bây giờ có thích thú, cái cảm giác dễ chịu mình phải giữ lại cho lâu, cảm giác khó chịu làm sao mình tống đi, rồi bắt đầu có vấn đề. Thế giới bây giờ đau khổ là do cái tư tưởng này, mà không phải thế giới bây giờ mà ngàn ngàn về trước, ngàn năm về sau cũng thế thôi. Còn tư tưởng là còn đau khổ. Rồi tư tưởng nó tìm cách nó giữ lấy cái cảm giác sảng khoái, mà nếu được thì tham đi sâu, mà nếu không được thì nổi sân. Mà tham sân không biết từ đâu thì đó là si mê. Thì bây giờ cái sân nặng nhất thì nó sẽ nổi lên, nó quả địa cầu này nóng chết luôn. Hồi trước thì cái tham nặng nhất, bởi vì trước vật chất rất ít. Ông bà nào lúc còn nhỏ thì biết, mấy ông bà nào cỡ 60-70 tuổi lên, tôi cũng bị đó. Tôi sinh năm 39 rồi thì tôi biết là đói vô cùng, năm 45 là đốt hết. Thanh niên là mặc cái quần bằng dải bố đó. Nó rận trí rồi nó trầy da tróc dãy hết. Rồi xài đó là đâu có xà bông, gội đầu mấy cô đó, gội đầu gội bằng nước tro. Mấy bà già thì biết, đâu có xà bông mà gội, muốn mất tiền. Giấy cũng vậy đó, giấy xúc không à, nó lấy rơm để làm giấy, đâu có biết lấy tre. Còn bây giờ chẳng những rơm mà tre, rồi bây giờ nghe nói bạch đàn gì nữa làm giấy rất là tốt. Một cái tờ lịch đó bằng một quyển tập xé bỏ. Tôi thấy Phật tử gửi cho tôi mấy kinh đó, 4-5 cái tờ lịch bự bự nhở, mời mặt bề trái trắng tươi đem bỏ. Hồi xưa kiếm một tờ giấy không ra. Hồi xưa mà kinh đâu có, tới chừng mà tiếp thu lên rồi thời bao cấp đó, kinh in bằng giấy xúc không. Tôi giờ còn 2-3 quyển. Và Thượng Minh Châu đi Ấn Độ về đó, rồi về đây nhầm thời bao cấp. In toàn giấy xúc, bây giờ nó muốn mục hết. Còn bây giờ giấy trắng tươi, học trò này kia, bây giờ cái, đây là viết cái đơn, cái tấm cầu an cầu siêu, 2 tấm, có mấy tên mà 2 tấm, xé bỏ ra làm gì. Tôi tiếc, tôi xé tôi cất lên. Nó sẽ ăn quen dịnh không quen, xài sang rồi sao cực khổ lại thì hết cái này qua này tới ngoài địa cầu nghèo mạt nữa, nghèo tới cùng rồi sẽ giàu lại. Thì định lực mà, phải có giàu có ngày rồi phải có đêm. Bây giờ ngày sống sung sướng, rồi hết cái ngày rồi thì đêm nó kế tiếp, rồi đêm nó đau khổ. Bây giờ hết đêm thì mặt trời bắt đầu mọc, có ngày nữa. Thành ra quý vị bây giờ sống sung sướng, nhưng mà kiếp trước của quý vị đó là sống rất cực khổ, quý vị không nhớ đâu, chết rồi không nhớ. Thì bây giờ cái nhân quả thì nó đưa tới sung sướng, mà quý vị xài phí nữa rồi thì sanh vào chỗ nghèo là chịu không nổi. Bây giờ mình giàu có là nhờ những cái thế giới nước giàu, chẳng hạn như Mỹ, Anh, Pháp. Thì bây giờ người Việt tùm tràn lan cả thế giới gửi về. Thành ra trong kinh nói Việt Nam là mẹ 18 nước. Con cái nó gửi về mình ngồi rung đồi mình hưởng thôi. Nó quả báo mà. Hồi trước là Pháp nó cai trị Việt Nam, nó lấy hết tài sản Việt Nam đem về nó, bây giờ nó phải cung phụng trở lại. Thành ra quý vị thấy nhân quả là có thật, là quý vị chết. Thành ra ngày 21 tháng 12 này, nếu mà mình cho tận thế là thiệt. Thì nếu có tận thế mình phải chết. Mà xác thân có phải mình không? Cảm giác có phải mình không? tư tưởng phân biệt có phải mình không? Ý chí phải mình không? Những kinh nghiệm kiến thức phải là mình không? Thì quý vị thấy sắc thân này không có cái gì là mình hết, không có gì là ta hết. Nhưng mà cái gì chấp nhận là ta. Biết vậy chứ mà khi gặp cảnh vẫn chấp nhận. Tôi lúc ngồi thiền qua nhị thiền, tam thiền tôi thấy là rõ không có thứ ta. Nhưng mà xả thiền ra đụng cũng nổi sân tùm lum. Tôi cũng tham sân si, bây giờ tôi cũng chưa hết đâu. Mà quý vị tưởng tôi là đắc quả A La Hán, ai cũng nể kính lại cùng lum. Mà chính tôi là tôi khổ đau. Tôi khá hơn quý vị thiệt, chứ còn mà đắc quả thánh thì chắc là chưa có. Có là có cõi trời thì được. Mà ở ngoài thì quý vị không biết là thấy là 200 dục giới, thấy tôi giữ giới kỹ. Giữ giới là còn chưa đắc mới giữ giới. Còn người ta đắc rồi, người ta giữ giới là một. Một người chưa đắc thì xuống nước lội phải nhờ cái phao. Bỏ phao thành hàng chổng. Mà nếu nhờ cái phao thì người đó mình thấy lội rất giỏi, không bị chìm. Nhưng thật sự bỏ phao là không được. Thì tôi bây giờ cũng vậy đó. Tôi đâu có đắc. Nếu có là cũng đắc cõi trời vậy thôi. Thì nhờ cái giới luật mà tôi nắm được cái gốc. Cái sân không phải vô hoàn cảnh. Cái sân không phải là vì người khác chửi mình mà mình sân. Không phải vì nghèo mà đói mà sân. Mà cái sân phát xuất từ 5 căn 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Tiếp xúc với 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Thì bắt đầu có cảm giác lờ mờ. Rồi quý vị trở về mình ha, rồi quý vị sẽ đắc quả thôi. Tôi muốn quý vị đừng cải sửa nữa. Quý vị theo Đức Phật. Đức Phật ra đời là để chỉ rõ 62 tôn giáo đó trở thành. Chúng ta biết là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên này kia là ngoại đạo không ạ? Tu Bà La Môn. Tới chừng mà ta tu là đắc quả người trời đó. Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nghe Pháp một cái là 7 bữa đắc quả là hai. Có người đắc quả hắn liền tại đó. Người ta là cái miếng đất người ta dọn sạch cỏ rồi. Còn mình bây giờ nếu đã dọn thì mình đắc liền. Còn không dọn thì mình bắt đầu dọn. Dọn là người trời đấy. Thì chúng ta phải biết sinh lý là gì. Thì ở đây khoa học cũng không biết rồi. Căn là sinh lý, vật lý là trần. Mà sinh lý, vật lý thường thường quý vị học đó, cả học sinh, giáo sư, bác sĩ. Tôi có ông bác sĩ đó, sĩ Bãi đó, anh đó. Hỏi ổng cũng phân biệt không được. Ông bác sĩ đó. Thì bây giờ học sinh hỏi thường thường nó biết rồi, nó học qua rồi. Nhưng mà hỏi vật lý học có học chưa? Có rồi. Sinh lý học chưa? Rồi. Tâm lý học chưa? Học rồi. Bây giờ cho tôi biết giữa sinh lý, vật lý, tâm lý khác nhau làm sao? Đầu hàng. Không giải thích được. Thì đây tôi giải thích quý vị nhìn trong mình ở ngoài ha. Vật lý đó tức là trần, là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là tất cả vật bên ngoài, đối tượng của con mắt. Chẳng hạn như cỏ, cây, người ta, bình thủy, giày, dép, dù. Đó là sắc. Có hình, có tướng, nó là cái đối tượng của con mắt. Con mắt có thể thấy được hết. Thì con mắt đó là căn, là sinh lý. Cái vật lý thì không có sự sống, mà không có ăn uống ngủ nghỉ nữa, mà cũng chẳng có cái biết. Trong Đạo Phật hình kêu đó là địa ngục vô gián. Chúng ta kêu là vật lý. Rồi con mắt là sinh lý, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. 6 căn. Thì khoa học kêu là sinh lý. Tức là nó có sự sống đấy, nhưng nó cũng chưa có cái biết. Con mắt mình là có sự sống. Khi mà con mắt móc ra khỏi đây rồi thì con mắt trở thành vật lý. Chúng ta phải hiểu như vậy. Đất mà đất chết đó thì kêu là vật lý. Mà đất sống đó thì kêu là sinh lý. Đất sống là sao? Đất phù sa trồng đồ nó mọc. Cũng như Mỹ mà nó bỏ bơm gì kêu bằng chất phóng xạ vậy đó, chất độc da cam vậy đó. Làm cho đất chai tới bây giờ là 30 mấy năm rồi mà không có trồng cái gì mọc á, kêu là đất chết. Rồi thọ khí âm dương chừng 2, 3, 40 năm cái bắt đầu âm dương nó sống lại. Nó phù sa dồi dào như là sông Cửu Long, do nước sông nó bồi lên đất, đó là đất sống. Nghĩa là nó rất là phù sa rất nhiều, trồng xuống nó mọc. Khoai lang và trồng cũng nó bự bự. Rồi đó tôi là ở cái cồn ở trong đây. Thì chúng ta phải hiểu để ý cái đó. Ở trong con người chúng ta cũng vậy. Mắt có ghèn, cước ráy, cước mũi, phẫn, mồ hôi. Đó là vật lý. Không có ăn uống ngủ nghỉ, không có sự sống mà cũng không có cái biết. Còn con người mình sinh lý là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Có sự sống nhưng mà chưa có cái biết. Chúng ta coi chừng cái đó. Chẳng hạn như giờ tôi thấy cái bát, thì cái bát là vật lý. Con mắt của tôi đó là sinh lý. Rồi con mắt mới nhận lấy cái bát, giống như miếng kiến vậy. Khi mà để trước cái mắt này thì cái bát nằm ở trong cái kiến, thì cái đó đâu phải là cái bát thiệt. Cái bóng của cái bát thì đâu có cái biết. Thì đây kêu là địa ngục. Rồi cảm giác dễ chịu, khó chịu mới nương vào con mắt này, mới phát ra cảm giác. Có học lầm cái chỗ này, học nói cái cảm giác đó là do con mắt, không phải. Cũng như cái tiếng nói, đây là đài phát thanh Trà Vinh, thì tiếng nói là ông trong ống loa sai. Tiếng nói của làn sóng chứ. Làn sóng nó mượn cái ống loa để phát ra tiếng nói. Thì cũng vậy, cái cảm giác mới mượn con mắt, nhận lấy cái bát, mới phát ra cảm giác dễ chịu, khó chịu. Thành ra con mắt chỉ là nhận lấy sự vật thôi. Mà tôi hỏi mấy ông bà thấy có bác không? Và sư thấy bằng gì? Thấy bằng mắt. Sai. Đó là cái điều kiện để thấy, chưa phải thấy. Rồi sao? Rồi con mắt mới nhận lấy cái bát ở trên trồng đen. Nhận thôi, nó biết rằng có vật, mà vật gì nó không biết. Đó là giai đoạn thứ nhất. Nếu chúng ta thấy được nó là chúng ta đắc quả nhập lưu á. Còn bây giờ chỉ học thuộc lòng thôi. Rồi quý vị coi trong cơ thể mình, theo dõi hoài quý vị sẽ thấy rõ. Còn không đó, không biết gì hết là địa ngục ngay bây giờ. Còn biết mà cải sửa thì người trời. Cải sửa là chạy trốn, là thăng quá lên. Còn biết nó mà đừng không cải sửa, thấy rõ nó như là nó, thì cái sự thấy rõ này chính là Phật. Tôi nó có nhiều thôi. Thành ra tôi mấy chục, 40 mấy năm bây giờ tôi mới hiểu đạo Phật. Là nhờ duy thức. Giờ tôi trở lại, giờ tôi nhìn cái bát. Thì cái bát là vật lý. Tôi nhìn chai nước khoáng là vật lý. Còn con mắt tôi là sinh lý. Thì con mắt nó sẽ nhận lấy cái sự vật nằm ở trên trồng đen. Thì cái trồng đen nhận sự vật, thì cái cảm giác mượn cái trồng đen này phát ra dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Ví dụ tôi nhận lấy nước rất khoáng, thì tôi biết có vật, thì tự nhiên cảm giác dễ chịu nổi lên. Nhưng mà tại sao dễ chịu? Không biết. Vật là vật gì cũng không biết, nhưng mà biết có vật. Thì cái này kêu là ngạ quỷ. Cái cảm giác đói khát. Tôi thấy chai nước khoáng rồi tôi biết là dễ chịu thôi. Rồi tôi ngồi tới giật lại tôi uống. Mà nhiều khi đó là nước mưa hoặc là nước đường mương, tôi cũng chả biết. Chưa có sự phân biệt. Biết cái khác thôi. Nhưng mà cái gì làm cho đã khác thì tôi làm thôi. Thì cái này kêu là ngạ quỷ. Quỷ là xảo trá, ngạ là đói. Đói khát rồi trở nên xảo trá. Thì con người chúng ta có đó. Nhiều người thấy vàng người ta nhào vô giật. Như kỳ đồi ở ngoài Bắc có từng thằng bé đó. Nó vô nó thấy tiệm vàng, vàng nhiều quá, nó đói quá. Nó nghèo, nó nghĩ vàng, người ta đeo vàng đỏ tay nhau vô tiệm giật đại. Rồi chủ la nó đâm luôn ông chủ. Nó đâm bà vợ ra la trời, nó đâm luôn bà vợ. Rồi đứa con chạy ra la, nó chặt hết cánh tay. Rồi công an bắt, hỏi nó tại sao. Nó nói gì nó đéo, đói quá, nghèo quá. Trong lúc nó lấy nó không có biết ai, biết chỉ có vàng với nó thôi. Chúng ta cũng có trạng thái đó mà nhẹ hơn. Thành ra nhiều khi ngạ quỷ đó là sống bằng cái cảm giác lờ mờ. Cảm giác dễ chịu, thích thú mà tại sao không biết. Rồi tới súc sanh. Thì chúng ta thấy là con mắt thì đối sự vật. lỗ tai thì giới âm thanh. Âm thanh là tiếng chim, tiếng chó, tiếng radio, tiếng chửi thề, tiếng ca giọng cổ, tiếng tân nhạc. Tất cả cái này đều là vật lý. Vật lý đối với cái lỗ tai. Còn cái lỗ mũi là khứu giác, thì nó nhận được cái mùi, mùi thơm, mùi thối, mùi không thơm, không thối. Nhưng nó biết có mùi, hỏi mùi đó thơm thối không biết. Cũng như lỗ tai nghe có tiếng mà tiếng gì không biết, thì bắt đầu thực hành theo cái lờ mờ đó, kêu là ngạ quỷ. Rồi cái lưỡi như vậy, tôi bỏ cục đường lên, bỏ cục muối lên thì biết là có vật. Nhưng mà cái đó là vật gì, muối ở đường không biết. Rồi tôi lại thích cục đường nhưng mà tại sao không biết, thì cái này là ngạ quỷ. Cái gì để ý nhau, trong người mình khó hết á. Rồi bây giờ tất cả cái cảm giác này nó mới đưa lên cái đầu, cái óc. Thì cái óc mới sửa lại cho rõ ràng. Cái này là chai nước khoáng. Thì bây giờ cái đó kêu là súc sanh, là loài thú. Bắt đầu có sự phân biệt, mà phân biệt lờ mờ. Thì trong kinh thường thí dụ giống như con gà mái, nó ấp trứng, để trong đó 9 cái trứng gà, một cái trứng vịt nó ấp luôn. Thì cái trứng vịt thì phải ra con vịt chứ làm sao ra con gà được. Mà nó không phân biệt con gà với con vịt khác nhau sao, nó ấp này là con nó. Nó dẫn một bầy đi. Thì mấy con gà nó đâu dám xuống sông. Con vịt thì nó là dưới nước mà. Nó thấy sông nó nhảy xuống dưới nó lội. Con gà nó chạy lững tững, nó bính quáng. Nó kêu con túc túc túc, nó kêu con vịt nó đâu có lên. Thành ra nó phân biệt là con của nó ấp, nhưng mà nó không phân biệt gà với vịt khác nhau sao. Thì cái này trong kinh kêu là súc sanh, loài thú. Trong kinh còn nhảy nhiều cái, nó con sư tử cái cũng vậy. Con sư tử đực thì nó đi ăn, nó rống lên một cái là mấy con beo, con gà, con khỉ đồ chết giấc hết. Mà nó đi chậm rãi ra nó ăn. Còn sư tử cái là đói không biết làm sao, ngồi ở trên miệng hang đó, hãy con sư tử con là lên là nó cắn, nó xé thịt nó ăn. Nó không phân biệt được. Thôi đại khái như vậy thôi. Bây giờ tới người ta. Từ vật lý là tất cả sự vật, đi tới sinh lý là có sự sống, cũng chưa có cái biết. Rồi mượn cái sinh lý này đó phát ra cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có, thì kêu là ngạ quỷ, chưa có phân biệt. Rồi tới loài thú là bắt đầu có phân biệt, mà phân biệt không rõ ràng. Như con chó quý vị đó mà đi mặc đồ đen, về mặc đồ trắng là nó sửa liền, nó phân biệt không rành. Nên con gà cũng vậy, nó phân biệt con nó không rành. Thì đó là súc sanh. Rồi con người không có, con người có sự phân biệt, có sự đắn đo lựa chọn. Cái đó kêu là nghiệp. Nghiệp. Chúng ta có nghiệp. Chúng ta biết đây là cha, đây là mẹ, đây là vợ, đây là con. Có luân lý, có bổn phận, có trách nhiệm. Rồi thú không có luân lý, không có bổn phận. Nhiều khi mà cái con ngựa nó giao cấu với mẹ nó không biết, tới chừng nó biết nó chết. Rồi con người là không có vụ đó. Không có ai mà giao cấu với mẹ, với chị hay là với anh em trong gia đình, hay cha giao cấu với con, không có vấn đề đó. Có thì gọi là thúc sanh, chứ không kêu là người. Thân là thân người, mà tâm là tâm thú. Có người đánh cha đánh mẹ nữa, thì người này đâu phải là người ta, thân hình người ta, nhưng mà cái tâm, cái nhận thức là thú. Vì khi chửi cha mắng mẹ, đánh cha đánh mẹ, Du Lan sắp tới là nói về cái vụ này, thấy không? Thì thôi tôi nói sơ thôi. Thì theo đạo Phật, cái nhận thức là cái tâm mới là quan trọng. Như Đức Phật Thích Ca, thân là thân người, mà tâm là tâm Phật. Còn bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị nhập sơ nhị tam thiền, thân người, nhưng mà tâm là tâm trời. Khi chết rồi thì cái tâm trời này sẽ sanh về cõi trời. Cõi trời cái thân không giống mình nha, sanh bằng hào quang. Chết không có chết nguyên con như mình, mà nó biến mất, kêu là noãn thai thấp quá, quá sanh. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thì tôi đã nói đó, tất cả đều do mình. Thì từ nay quý vị phải trở về coi ở trong thân mình. Khi mắt là sinh lý, tiếp xúc với vật lý là tất cả các hình tướng. Khi lỗ tai tiếp xúc với cái âm thanh thì đó là âm thanh là vật lý, cái lỗ tai là sinh lý, thì phát hiện ra ngạ quỷ. Khi cái lỗ mũi mình tiếp xúc với mùi thì mùi là vật lý, cái lỗ mũi là sinh lý. Khi cái miệng mà tiếp xúc với các vị chua cay đắng chát, nhưng mà nó biết có vật, chứ còn mùi chua là chưa phân biệt, thì cái đó là ngạ quỷ. Con mắt là biết có vật, mua vật gì không biết. Lỗ tai thì biết có âm thanh, mà âm thanh gì không biết. Lỗ mũi biết có mùi, mùi gì không biết. Cái lưỡi biết có vật mà không biết vật cái gì gì. Cái thân này xúc chạm, biết là có vật, mình xúc chạm mà vật gì cũng không biết. Rồi qua tới cái đó kêu là ngạ quỷ. Rồi tất cả cái này nằm trên đầu, thì cái đầu mới tiếp xúc cái đó mới sửa lại, thành ra vật đó là chai nước khoáng. Cái âm thanh đó là tiếng chim kêu. Cái lỗ mũi mới hửi là cái mùi là mùi thơm của dầu xanh. Rồi cái lưỡi mới nếm cái này là cái vị ngọt của đường, thì bắt đầu ở xúc sanh. Nhưng mà cái ngọt của đường nó khác với cái ngọt của trái cây như thế nào. Thì cái đó là phải qua tới con người, chứ loài thú nó không có phân biệt rõ. Qua tới con người bắt đầu có ý chí. Ý chí giờ nó mượn cái ốc, thì tất cả những cái này nó coi loài thú nó sửa lại kêu là pháp trần. Con mắt nó thấy sự vật lờ mờ, bây giờ sửa lại rõ chai nước khoáng, thì chai nước khoáng này là pháp trần. Còn con mắt khi nó xúc xung nó bắt trán là có vật, thì vật này kêu là sắc trần. Rồi khi cái ốc nó sửa lại đây là chai nước khoáng thì kêu là pháp trần. Cái lỗ tai mà nghe có tiếng, biết là có tiếng, thì cái đó là thính trần. Rồi khi nó phân biệt là tiếng này tiếng chim hót thì kêu là pháp trần. Sửa cho rõ. Rồi cái lỗ mũi mà đụng với cái mùi thì biết có mùi, mùi gì không biết, đây là ngạ quỷ. Đây là hương trần. Khi nó biết cái mùi là mùi dầu xanh thì đó kêu là pháp trần. Để ý không? Trong kinh hết là đâu quý vị thấy là sắc thinh nêu vị xúc pháp, không biết pháp là cái gì. Còn khi cái lưỡi mà nó nếm với vị, nó biết là có cái vị ở trên lưỡi, mà vị gì chua cay đắng chát không biết. Khi nào biết được nó thì bây giờ không kêu là vị trần mà kêu là pháp trần. Khi cái tay tôi rờ sự vật thì tôi biết có sự vật mà vật gì không biết, thì đó kêu là xúc trần. Rồi khi tôi rờ tôi biết đây là bình thủy nước nóng, thì biết bình thủy nước nóng kêu là pháp trần. Thành ra sắc thinh hương vị xúc, vì sửa lại cho rõ ràng hơn kêu là pháp trần. Nếu quý vị sống mà không biết gì hết, con mắt thấy sự vật, tai nghe tiếng, miệng mũi người, tai xúc chạm mà không biết không để ý gì hết, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A Tu La ngay bây giờ tại đây. Thành ra chửi cha mắng mẹ mà cũng không biết, có người còn đấu tố cha mẹ nữa. Thì tôi thường nói là từ lỗ nẻ sanh lên, không có cha mẹ không có ơn nghĩa gì với mình hết. Thành ra Vu Lan sắp tới là báo hiếu, nhưng mà báo hiếu người trời là có một cha một mẹ thôi. Chừng nào có vô lượng cha mẹ, chúng sanh trong sáu đường, loài là trâu bò heo chó cỏ cây đều là cha mẹ nhiều kiếp, thì đây là một kiền liên, tức là tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình trong nhiều kiếp, thì đây mới là Phật. Ở tâm càng rộng lớn chừng nào thì con đường giải thoát càng mở rộng chừng ấy, còn tâm hẹp là cõi trời. Có người mà không còn có bái hiếu cha mẹ, một cha một mẹ mà còn không có hiếu mà, chứ đừng nói là vô lượng cha mẹ. Thành ra chúng ta muốn qua đạo Phật, chúng ta qua đạo trời trước, tức làm con phải có hiếu với cha mẹ. Thôi đại khái vậy, mỗi ngày tôi giảng một chút để quý vị trở về với mình. Đây là địa ngục ngạ quỷ, mà đây cũng là cõi trời, mà đây cũng là Phật. Rồi tất cả cái 21 tháng 12 cũng do đây. Quý vị phải có cái tư tưởng đừng có sân nữa, để sân nữa thì ở đó nó cháy quý vị đó. Kêu là nắng lửa mưa dầu. Nắng lửa thì quý vị thấy rồi đó, Còn mưa dầu là gì đó, tôi tưởng dầu là dầu lửa. Không phải, dầu là thật nhiều. Kiếp dầu, dầu vậy cũng dầu, phải không? Là dầu là nhiều. Nắng lửa mưa dầu là hễ mưa thì mưa thật nhiều. Như vậy để ý coi đúng vậy đó. Nắng vậy là không mưa, mà mưa một đám nào 2-3 tiếng hồ mà lớn mưa tới tràn ngập lục đường phố hết. Hồi xưa đâu có dữ vậy, mưa vừa phải thôi. Nắng thì nó nóng, ở đây đỡ à, bên Ấn Độ ngày đó 45-46 độ. Mấy ông già với con nít chết hết trơn, chịu không nổi. Thành ra ai mà thích nghi với cái nắng này có thể sống, ai thích nghi không được thì vô là thiêu. Còn mưa mà không có thôi, mưa một cái là mưa lớn tới ngập nước lên cả tất. Thì quý vị thấy ở đường lộ này nó ngập không có chỗ trại. Rồi mưa lớn nữa thì hồng thủy, mà thời này chắc không có hồng thủy. Mà nắng chắc dữ á, nắng tới chết luôn á. Thì đó là hồng quả, thấy không? Tôi đại khái vậy. Thì quý vị về làm sao cố gắng ăn chay 1 tháng 10 ngày. Cái chay nó đứng đầu cái giới đó. Sát sanh là khó nhất. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Uống rượu là nhẹ nhất mà nó nặng nhất. Không ghiền các chất sai, nhất là rượu. Vì Đạo Phật lấy cái trí tuệ làm gốc. Ghiền cà phê, ghiền thuốc lá chưa mất trí đâu, mà uống rượu cái mất trí liền. Mất trí thì dám sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, làm náo. Còn cái giới làm giới thứ 5 là khó nhất mà dễ nhất. Ghiền các chất sai thì mấy vị có thể hút thuốc, uống cà phê, ghiền mấy cái đó không sao. Mà uống không sao, mà đi tới ghiền là không được. Ghiền là không có vậy đó, thì cái đó là ghiền. Còn uống rượu đó thì tuyệt đối, nó làm cho mất trí thì phạm giới hết. Thành ra cái giới sát sanh là khó giữ. Nhất là tất cả, nhất là người nữ làm bếp thì khó giữ. Còn cái giới uống rượu thì chỉ có người nam là bị nhiều nhất. Mà vô một cái rồi là không còn biết, nhất là người lái xe. Nhất lái xế cái xe tải mà nhờ cái xe mà lớn nó 50 mạng người là giao cho mình hết. Mà nếu mình lỡ xuống sông một cái rồi một cái 100.000 kiếp chứ mà làm thân người được. Thì tôi được kể ra cái thân người là từ đâu. Từ địa ngục, vật lý tiến lên sinh lý tiến lên ngạ quỷ tiến lên súc sanh. Rồi súc sanh mới tiến lên cõi A Tu La, mới tiến lên cõi người. Thành ra Đức Phật nói cái đất trong móng tay đó mà so với quả địa cầu cái nào nhiều. Anh nói trời đất trong móng tay làm sao do đất quả cầu được. Thì Ngài nói cái thân người cũng khó được gì. Thân người giống như cái món đất ở trên móng tay. Cũng phải dễ mà được cái đất trong móng tay không dễ. Dễ làm người nhân thân năng đắc. Làm người rất khó. Thiện duyên năng ngộ. Làm người mà đầy đủ căn lành mà được đi xuất gia. Cái khó thứ hai. Phật quốc năng sanh là sanh ra đời gặp Phật. Khó thứ ba. Phật Pháp năng dân ra đời mà gặp chánh Pháp. Mà được người giảng chánh Pháp nữa là cái khó thứ tư. Thì quý vị đây được 3 cái à. Còn có một cái là Phật quốc năng sanh. Sanh ra không gặp Phật là một cái đại bất hạnh. Tôi cũng nằm trong đó. Quý vị được thân người mà lành lặn không có khuyết tật. Mà được nghe chánh Pháp nữa là 2 cái rồi. Mà có cái thứ 3 là không được xuất gia. Là cái thứ 4 nữa không được, do anh ta không gặp Phật. Vì 4 cái, quý vị được 2 cái. Tôi được 3 cái. Người nữ thì hơi kẹt một chút. Còn người nam thì bị tại vì bởi. Ai lập gia đình rồi là khó. Đi rồi vợ không cho. Rồi vợ cho một cái thì con cái nó nẹo nữa. Rồi xã hội nữa, nó đủ thứ. Thôi đại khái vậy thì tôi cũng xin quý vị là ai chưa thọ 5 giới thì cố gắng giữ 5 giới. Nhất là ăn chay 10 ngày. Còn cái thứ 5 đó thì đừng uống rượu. Thì không sát sanh mà phải phóng sanh. Không trộm cắp mà phải bố thí. Không tà dâm mà phải tiết dục. Không nói dối mà phải nói lời chân thật dịu dàng. Không ghiền các chất sai, nhất là rượu, mà phải quán vô thường, vô ngã, khổ đau. Cái này là khó nhất ạ. Hãy mình không uống rượu thì tỉnh, thì sáng suốt rồi mới quán vô thường, vô ngã, khổ đau được. Cái đó là cái căn bản của tất cả tôn giáo. Nhưng mà Đạo Phật thì giảng khác. vô thường vô ngã khổ đau, rồi quán làm sao tới vô thường là chân thường, vô ngã là chân ngã, khổ đau là an lạc, thì mới qua được tứ thánh nhập lưu nhất lai bất lai a la hán, rồi phải phát bồ đề tâm mới đi tới quả Như Lai được. Thôi đại khái vậy ha. Kính lại Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, thì chư Phật tử đã biết hôm nay là ngày rằm tháng 7, cũng là ngày đại lễ về Từ Tứ Tăng và Du Lan Bồn. Từ tứ là gì? Tự là mình, chính mình. Tứ là phát tâm, phát lồ sám hối tất cả những tội lỗi gì trong một năm để mình tắm rửa cho sạch sẽ. Chư Tăng thì mỗi một tháng sám hối hai lần, giữa tháng và cuối tháng. Nhưng cuối năm phải sám hối chung với tất cả giáo hội. Cũng nhờ cái ngày đại lễ đó thì có Du Lan Bồn, hay là kêu tiếng Hán là giải đảo quyền. Giải là cởi mở, đảo là lộn ngược, quyền là cái sợi dây. Sợi dây treo lộn ngược xuống, tức là kể những người có tội đấy. Người có tội không phải là ai xa lạ, mà chính là trong cửu quyền thất tổ của chúng ta: cha, mẹ, ông, bà, vợ, con. Người sống và người chết đều phải được siêu hết. Mà tại sao đợi tới ngày rằm tháng 7? Thì chúng ta biết rằng người sống thì có thể xác, có linh hồn. Còn người chết thì cái thể xác đã vô là thiêu, đã chôn dưới đất rồi, do cái linh hồn không bao giờ chết. Thành ra cầu cho người sống lẫn người chết. Người sống thì quý vị ở đây, tôi cầu hiện tại thì nó rất dễ dàng. Còn người chết đó thì không có xác thân, có linh hồn, nó bàn bạc trên không gian. Mà chưa chắc quý vị sống cũng như chết biết linh hồn ra sao. Nó làm cái khó khăn nhất. Phật tử lâu năm rồi cũng vậy. Đó, thì chúng ta nhớ là cái tâm là cái linh hồn. Mà thường thường đó thì chúng ta nó thấy bằng mắt, nghe bằng cái lỗ tai, ngửi bằng lỗ mũi, nói chuyện bằng cái miệng, xúc chạm bằng sắc thân. Thật ra không đúng lắm. Cái đó là cái điều kiện để cho linh hồn nó phát hiện. Cũng như quý vị thấy bóng đèn nó cho ánh sáng, rồi cái bàn ủi cho sức nóng, rồi quạt máy nó cho gió, tủ lạnh nó cho lạnh, radio nó cho tiếng nói, vân vân. Thì cái đó đâu phải là điện. Cái đó không phải là điện. Thấy bằng mắt, nghe bằng tai, cái đó không phải là tâm, không phải là linh hồn, mà là cái dụng của linh hồn. Cái dụng nó khác, còn cái thể, cái bản thể nó khác. Bản thể là có một thôi. Chẳng hạn như luồng điện, có một luồng điện thôi. Nhưng mà khi nó qua bóng đèn, nó cho ánh sáng, thì ánh sáng là cái dụng của nó. Nó qua mặt ủi, nó cho sức nóng. Nó qua có quạt máy, nó cho quay. Nó qua tủ lạnh, nó cho lạnh, cho nước đá. Thì những cái đó là cái diệu dụng của điện. Còn linh hồn hay là luồng điện chúng ta không thấy được. Bây giờ đố quý vị biết luồng điện ra sao, nhưng mà quý vị thực vô thì cái radio nó hát. Cầm cái micro này không có điện thì không nghe. Nhưng mà cái micro này đâu phải là điện. Đó là cái dụng của điện. Dụng là cái xài của nó. Thì cái linh hồn chúng ta cũng vậy, có một. Mà linh hồn của tôi, linh hồn của quý vị có một thứ thôi. Nhưng mà cái dụng thì khác. Cũng như cái bóng đèn không phải là bàn ủi không phải là quạt máy không phải là tủ lạnh. Nhưng mà cái làm cho ánh sáng, bóng đèn, cho quạt máy là có một thứ thôi. Cái luồng điện của quạt máy, luồng điện của bóng đèn thì một cái luồng điện thôi, chứ đâu có hai luồng điện. Nhưng mà chúng ta không thể nói ánh sáng, bóng đèn với cái quạt máy với sức nóng bàn ủi là một thứ, là không được. Quý vị không nói quý vị với tôi là một thứ được, không có thể một thứ được. Nhưng mà cái linh hồn của sư, linh hồn của con là một thứ thì đúng. Nhưng mà linh hồn này, cái chủng tử thiện ác tôi nhiều kiếp nó mới mượn cái linh hồn nó phát hiện thì khác rồi đó. Cũng như cái luồng điện mà nó mượn cái bóng đèn, nó mượn để phát ra ánh sáng. Thì luồng điện đối với luồng điện của quạt máy, của radio, tivi một thứ. Nhưng mà khi nó mượn ra, nó phát ra cái ánh sáng rồi, ánh sáng nó khác với cái sức nóng, khác với bàn ôi, khác là khác trên hình tướng, có tác dụng khác. Nhưng mà cái bản thể bên trong có một thứ. Thành ra quý vị với Phật đó bằng nhau chứ không có thua Phật. Nhưng mà chừng nào quý vị mới nhận được mình là luồng điện, mình là linh hồn. Thành ra quý vị cứ nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, niệm Phật bằng miệng. Thì cho vô trong miền quê đó thì họ nói niệm Phật bằng miệng, không có miệng làm sao niệm Phật. Rồi ở ngoài chợ Phật tử thì niệm Phật bằng linh hồn, bằng tâm. Hỏi tâm ở đâu thì không biết. Có người nói tâm nó bàn bạc trên không gian. Tôi nói bàn bạc trên không gian thì là không có tâm, bởi vì không chỉ được. Mà theo khoa học bây giờ là cái gì không chỉ được, không rờ mó, không thực hiện lâm sàng là không có. Nói vậy rồi làm sao? Tâm thì chỗ nào không có, nó cùng khắp. Nhưng mà làm sao diễn tả? Không diễn tả được thì ta nói không có. Có như bây giờ khoa học hay là mấy nhà di vật, mấy bác sĩ không có công nhận là có linh hồn. Chết rồi còn có linh hồn. Mình linh hồn rồi sao? Tôi thấy thể xác chết hết, cát bụi trả về cát bụi. Nhưng cái thể xác đâu phải là linh hồn. Nhưng mà ngoài cái thể xác để tìm linh hồn không có. Ngoài cái bóng đèn, ánh sáng bóng đèn tìm điện không có. Nhưng mà nhất định ánh sáng bóng đèn đó không phải là điện. Mà bỏ ánh sáng bóng đèn cũng tìm điện không có. Điện, ánh sáng bóng đèn nó mượn cái luồng điện để nó phát ra ánh sáng. Nó mượn thôi, chứ không phải luồng điện sanh ra ánh sáng. Mà chúng ta nhớ chỗ đó. Cũng như sóng, nước, sóng nó mượn nước để nó phát ra sóng. Thì sóng không phải là nước. Nhưng mà bỏ sóng tìm nước không bao giờ có. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Bỏ cái thể xác này đi tìm linh hồn không bao giờ có. Nhưng mà nói cái thể xác là linh hồn là không được. Mà bỏ thể xác tìm linh hồn cho các là cũng không bao giờ có. Thành ra tu mà đến tìm Phật, mà vô trong núi, vô rừng, vô trong hang tìm tu tịnh là có Phật. Phật cùng khắp. Nhưng mà tại sao phải xuất gia? Tại sao phải tìm chỗ thanh vắng? Cái đó là cái điều kiện để đưa nhận lại cái linh hồn. Điều kiện ắt có và đủ. Tại sao muốn nhận linh hồn phải nhờ cái luồng ánh sáng? Muốn nhận luồng điện phải nhờ ánh sáng. Ánh sáng là cái điều kiện để mình biết có ánh sáng, biết là có linh hồn nằm trong đó. Ánh sáng này sự dĩ có là do linh hồn. Thành ra tôi đưa tay tôi hỏi quý vị thấy không? Quý vị nó thấy, tôi biết có linh hồn trong con người quý vị. Còn đưa tay quý vị đã chết ngơ ngáo nhìn tôi không có trả lời hả? Tôi biết là cái linh hồn không còn trong thể xác này nữa. Thành ra chúng ta nói niệm Phật bằng miệng là không đúng. Mà nói niệm Phật bằng linh hồn thì đúng. Mà hỏi linh hồn ở đâu? Nó không biết, nó trùng khắp không gian thì không được. Nó đúng nhưng mà nó mơ hồ. Thì mới nói nương vào cái tiếng niệm Phật nhận được cái linh hồn. Thì giống nương vào cái ánh sáng bóng đèn để tôi nhận được cái luồng điện. Linh hồn có một, nhưng qua mắt thì cho thấy, qua tai cho nghe, qua mũi cho ngửi, qua lưỡi cho nếm, qua thân cho xúc chạm. Nhưng mà có một thứ thôi. Cái này là cái quan trọng nhất của người Phật tử. Thành ra niệm Phật mình nương vào tiếng niệm Phật để mình nhận lại cái linh hồn. Thì đây là chánh công. Còn bây giờ nếu con cái đó khó lắm chứ. Ai không nói khó thì dĩ nhiên phải có rồi. Khó mình mới không thành Phật được. Nhưng mà Thái Tử Sĩ Đạt Ta đã tìm ra. Rồi cuối cùng cái thời mạt Pháp này, Ngài thấy rằng khó, Ngài thương cho chúng ta. Bởi vì vật chất nhiều quá. Thì cái xác thân này, mắt, tai, mũi, lưỡi, bình bát, cây, cỏ, tất cả sự vật này đều là phát hiện từ linh hồn. Mà nó nhiều quá, rồi làm sao mà nương vào đó mình nhận lại cái linh hồn, cái bất tử được. Nó có một mà nó sanh ra vô lượng cái. Rồi bây giờ thì vật chất càng nhiều mà phương tiện quá đầy đủ. Do cái phương tiện nhiều quá, chúng ta cứ nương vào phương tiện cho đó là linh hồn chết. Mà bỏ cái vật chất này thì không có tìm linh hồn đó được. Mà một hai cái, một cả trăm, cả triệu cái thì dễ. Nhận lại cái linh hồn mình tu nó dễ. Còn cả tỷ cái như bây giờ là đủ thứ hết. Nào có đã vô tivi, nào có làn sóng, nào có ánh bóng đèn, nó đủ thứ hết. Rồi chúng ta cứ buông ra ngoài. Nhà của tôi, ra vô của tôi, bóng đèn của tôi, rồi tivi, điện thoại gì bây giờ của tôi. Hồi xưa là không có mấy cái đó. Thành ra vật chất càng ít, chúng ta càng dễ nhận lại cái linh hồn. Mà vật chất nhiều thì có một cái linh hồn, mà vật chất ít cũng là một cái linh hồn đó. Nhưng mà cái gì ít, đơn giản thì chúng ta dễ nhận lại. Còn nhiều quá chúng ta khó nhận. Do đó mà quý vị niệm Phật, rồi đa số nói con niệm Phật coi thấy cần lần chửi không sư? Chửi là phụ. Con niệm Phật con cần phải niệm 4 chữ, 6 chữ không sư? Cái đó là phụ. Nếu nương vào cái đó mà nhận cái linh hồn thì đúng. Bây giờ tôi làm tùm lum, tôi vừa niệm Phật, tôi vừa lần chuỗi, tôi vừa tụng kinh Bát Nhã, tôi vừa tịnh chú Đại Bi. Nhiều quá mà làm sao nhận được cái một không đó. Thành ra tôi khuyên nếu mà làm được thì cứ làm. Mà làm không được đó thì nên làm một cái thôi. Niệm Phật thôi. Niệm Phật còn giảng sanh không sư? Phải thêm, người ta nói phải thêm chú Lăng Nghiêm, còn phải chú Đại Bi, rồi phải tụng kinh Pháp Hoa nữa thì mới giảng sanh được. Cái đó là làm cho phức tạp. Cũng như bắt cá bắt một tay thì dễ, mà 2-3 tay, 2-3 con một lượt thì khó mà dính. Nếu ai làm được cứ làm. Mà theo kinh nghiệm thì nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Làm cái gì một cái thì dễ nhất niệm hơn. Nhưng mà nhất niệm chưa phải là Phật. Đó là cái định lực mạnh để mình điều khiển cái nghiệp của mình, cái ý chí mình để sanh vào cảnh giới mình muốn. Để sanh tức là phải sanh. Còn chúng ta là cái nghiệp, ý chí nó kéo đâu mà theo đó mình là tay sai. Còn cái được nhất niệm là mình làm chủ lấy nghiệp, nhưng mà phải có nghiệp. Còn Phật là không có nghiệp. Không có nghiệp không phải là không có ở trong nghiệp mà không dính mặt. Ngài muốn sanh đâu sanh, Ngài không muốn sanh cũng được. Chúng ta phải hiểu trong đó. Thành ra mình thì có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, Phật cũng có. Mình ăn đồ ngon thì biết ngon, Phật cũng biết ngon với mình. Phật đó phải là cái đó. Nhưng có một điều khác là mình ăn đồ ngon cái mình dính mắt muốn ăn nữa. Đồ dở cái mình dục bỏ. Phật không có. Ăn cũng biết ngon giống như mình, nhưng mà không dính mắt, không thèm, không muốn ăn nữa. Rồi đồ dở thì Ngài thấy nếu không bệnh hoạn Ngài vẫn ăn. Không có chê, không có khen, không có muốn được, không có bỏ muốn không được. Còn mình đủ thứ đặt, đủ thứ vấn đề. Cuộc sống tự nó có vấn đề. Người sanh mới mở mắt ra bữa nay ăn cái gì ha, bữa nay đi đâu chơi, bữa nay lên mạng kiếm cái gì, đủ vấn đề hết. Còn Đức Phật Ngài cũng có, một bậc thánh nhân Ngài cũng có đủ hết, nhưng mà Ngài không dính mắc cái gì hết. Làm chứ mà Ngài không dính mắc. Không có ghiền đó, mình ngoài thường nói là ghiền đó. Mình có thể mình uống rượu, hút thuốc mà đừng ghiền được không? Tức là có và xã giao hút chút thôi. Nhưng mà phàm phu chúng ta hãy mà lập hoài tới lui nhiều lần kêu nó thành ra ghiền. Cái ghiền do đâu? Do cái nhớ lại. Nhớ lại là tư tưởng. Rồi cha mẹ sanh ra mình đâu biết hút thuốc, rồi cái xã hội dạy mình hút. Mà đầu hút nó đắng ngát hôi rình. Hút 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày. Bắt đầu ghiền. Thuốc làm cho tôi ghiền, trật. Do cái chỗ đó mà chết. Cái nhớ lại làm cho mình ghiền. Hút rồi cái mùi nó quen rồi. Rồi nhớ lại cái là muốn hút nữa. Thì tại cái tư tưởng mình chứ đâu phải tại thuốc lại cho mình ghiền. Chúng ta phải nhận cái chỗ đó. Ghiền người khác phái, ghiền nữ sắc cũng do chỗ đó. Mà đầu cha mẹ sanh đó đâu có gì đâu. Mọi sống gần nhau, hửi hơi nhau rồi bỏ cái không được. Thia mà quen chậu, mà vợ chồng đành lòng quên hơi. Người xưa nói rất hay. Muốn vậy mình phải tỉnh thức trong mỗi lúc. Thôi tôi nói sơ vậy thôi. Thì bữa nay là vấn đề Du Lan. Thì Phật tử báo hiếu rất nhiều. Một đống đây đó thì đọc không có hết. Thì Phật tử cái tâm đó thì rất tốt. Nhưng mà tốt thì có xấu trong đó. Mình phải hiểu. Tại sao mình cầu cho cửu quyền thất tổ, cầu cho cha mẹ mình có người rộng nữa, cầu cho tất cả mọi chúng sanh. Cầu vậy được không? Được nhưng mà rất ít. 1/1 tỷ thôi. Muốn cầu cho kết quả mình phải ở đâu? Cầu cho mình trước. Mình không dính mắc thì tất cả mới không dính mắc được. Mình không dính mắc là do tư tưởng mình biết. Cái tiến trình tư tưởng mình thì mới chỉ người ta đúng. Đúng thì người ta mới là theo cái đó. Thành ra hôm nay tôi giảng về cái dính mắc. 4 cái thôi là kêu là tứ thực, 4 cái ăn mà chúng ta thường hiểu lầm. Hiểu lầm luôn thế giới tịnh độ cực lạc. Cái ăn thứ nhất đó kêu là đoàn thực của 4 đường ác. Cái ăn thứ nhì đó kêu là xúc thực, tức là của 4 đường thiện của người trời. Cái ăn thứ ba là tư niệm thực, tức là của tứ thiền, sắc giới và tứ không. Cái ăn của thứ tư là của các bậc thánh nhân nhập lưu, nhất lai, bất lai, A La Hán, Bồ Tát và chư Như Lai, kêu là thức thực. Tôi nói lại, cái thứ nhất là đoàn thực, cái thứ nhì là xúc thực, cái thứ ba là tư niệm thực, cái thứ tư đó là thức thực. Đoàn thực đó tức là an đoàn hay là đoạn, dò thành viên hoặc là chặt từng khúc. Đó là thế giới của chúng ta. An, mặc, ở, bệnh, sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Mà chúng ta thường lầm. Chúng ta tưởng ăn đây là ăn bằng cái miệng, sắc, thân thôi. Chúng ta có nhiều cách ăn. Ăn bằng thân, ăn bằng tâm nữa. Nghe không? Chẳng hạn như sắc, tài thì cái này ăn bằng tâm. Danh, lợi cũng bằng tâm. Chúng ta ghiền cái sắc, đồ đẹp, người đẹp, nghe không? Nhà cửa rồi giàu sang. Chúng ta ghiền cái đó là ăn bằng cái sắc thực, bằng đoàn thực. Ăn bằng cái tâm đấy. Cái tâm còn dính mắc, còn trường mến nó. Sắc, tài, danh, lợi, toàn bà tâm không. Rồi ăn uống, ngủ nghỉ. Ăn uống đây là cái thân. Đó thì chúng ta nên nhớ, nếu chúng ta còn ghiền ở trong đó, còn dính mắc trong đó, thì hiện tại chúng ta ở 4 đường ác. Cái này tôi giảng nhiều rồi, hôm nay không có giảng kỹ. Thì ghiền tức là mình không bỏ được. Mình say mê, thích thú nó, hệ không có, mình nổi sân. Đó thì là 4 đường ác. Có sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Kêu là 6 cái lục dục, 6 cái ham muốn. Còn người tiến lên cao thì mình thấy cái đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A Tu La. Địa ngục là vật lý và sinh lý. Còn ngạ quỷ là ăn bằng cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không có. Còn súc sanh là ăn bằng cái tư tưởng bản năng, tư tưởng thú vật. Còn bây giờ tới cõi người và trời dục giới. Cõi người là giữ 3 giới, trời dục giới là 5 giới là quý vị đó. Thì bắt đầu cũng còn đoàn thực mà cao thượng. Bắt đầu qua tới xúc thực rồi đó. Xúc thực là ăn bằng cảm giác. Tức là người giữ 5 giới thì ăn chay tháng 10 ngày, bớt cái ham muốn. Ăn mặn nó ngon lắm, cả ngàn món. Nào thịt, nào cá. Cá thì thịt cũng cả đống thịt. Thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt trâu, thịt bò, thịt chó, ô tùm lum. Còn cá thì nào cá trê, cá chép, cá rô, cá gì, cá biển, ôi tùm lum. Chúng ta ăn mặn là cả ngàn món. Còn ăn chay là tàu hũ, mì căng, tàu hũ. có bao nhiêu đó thôi. Thành ra cái ăn chay là bớt đi những cái tham muốn của mình, chứ không phải là ăn mặn là bổ, ăn chay là thiếu chất bổ. Lầm, chính ăn chay mới là bổ nhiều hơn. Mà muốn lên năm giới quý vị phải tiết dục, ăn một chán 10 ngày, 10 ngày chay, không giết các loài thú lớn nữa. Tại sao vậy? Bởi vì gà, vịt, heo, chó, trâu, bò, vân vân, cái linh hồn nó gần bằng người ta, nó sẽ tiến lên người ta. Mà linh hồn là cái gì như tôi nói nãy đó, nó nằm bàn bạc trên không gian, thì cái đó kêu là chân tâm. Nhưng chúng ta không nhận được nó, chúng ta chứa những cái chủng tử thiện ác trong cuộc sống này dưới hình thức năng lực. Nó là cái chủng tử là hột giống đó, nó nằm ở trong đó. Nhưng mà khi nó vô linh hồn rồi bị linh hồn biến chất, nó thành ra năng lực. Năng lực là không có hình tướng nữa. Khi mà sao động đó, tức là chúng ta gặp cái hoàn cảnh tâm không sanh, nhân cảnh mà sanh. Gặp cái hoàn cảnh rồi đó, tức là gió bát phong đó, nó làm cho cái dòng nước linh hồn chúng ta sao động, thì những cái chủng tử ngủ ngầm trong đó nó biến thành hột giống lại. Hột giống này mới kết ra thành ra hư không vô biên, rồi tới tứ thiền, rồi tam thiền, rồi nhị thiền, rồi sơ thiền, rồi tới người, tới trời dục giới, tới người, rồi tới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A Tu La. Và những cái này là không thật, nó huyễn quá. Rồi khi nó tiến quá từ địa ngục, ngạ quỷ lên cõi người, cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc, rồi tới nhất là cõi nhị thiền của sắc giới. Thì nếu có thiện trí thức, sống hoàn cảnh đầy đủ, thì chúng ta đủ điều kiện để nhận lại cái linh hồn của chúng ta, cái bất tử. Thành ra tôi khuyên gặp quý vị là tôi hỏi là có thọ giới hay không? Một tháng ăn chay mấy ngày? Rồi có biết cái tiến trình năm uẩn không? Có niệm Phật không? Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật coi đếm, chưa có nhận Phật tánh được đâu. Chúng ta còn ác lắm, nó còn cái tâm dao động hoài. Tới chừng không cần niệm Phật nữa vẫn có tiếng niệm Phật. Từ trong linh hồn nó đầy tràn rồi nó phát ra, rồi mình nó tập trung tống vô. Rồi nó đầy rồi nó tràn ra rồi mình tống vô. Không có tư tưởng nào xen vô được hết. Thì người này mà gặp thiện trí thức, đây coi là cõi trời nhá, chưa phải là Phật thôi. Đa số bây giờ nhận cái này là Phật, là thánh nhân trật. Thì thánh nhân khác thì sao? Khác một chút à. Có quý vị không khéo là chết. Khi mình tống nó vô rồi, trong ai lại da mình nó có chủng tử ác thiện. Mà giao chủng tử thiện, chủng tử niệm Phật vô là chủng tử thiện mà có chiều hướng giải thoát. Có chiều hướng giải thoát nó độc đó. Tức là tôi muốn sanh về cõi Phật, tôi phát nguyện gì đó, thì cái phát nguyện này là cái chiều hướng. Còn nếu niệm Phật khơi khơi đó thì chủng tử thiện là cõi trời. Mà niệm Phật có chủng tử thiện mà có phát nguyện nữa thì đây là chiều hướng giảng sanh về giải thoát. Ví dụ nên nhớ chỗ đó. Thành ra khi vô rồi chủng tử ác nó diệt chủng tử niệm Phật. 1000 câu rồi còn có chừng 200. Thành ra cái tu khó nhất là phải chữ bền. Phật tử đây cũng vậy đó. Vô niệm Phật mới đầu tinh tấn lắm. Tôi sợ mấy người mới mà tinh tấn tôi sợ lắm. Cái nước bền là quan trọng. Chạy đua cũng vậy. Mới chạy mà chạy tía lia le lịa nó rồi mệt cái là nằm dạ luôn. Còn chạy điều với nước gần tới nó càng tu là càng tinh tấn thì cái đó là đúng. Còn Phật tử mới vô làm con ngon lắm. Nửa chừng cái bán đồ như phế, nửa chừng cái bỏ lại. Chỉ bằng cái điều. Vậy càng lâu chừng nào càng tinh tấn chừng nấy người này tốt. Thành ra Phật tử bất cứ làm cái gì cũng phải có cái hậu. Mới đầu thì vừa thôi, càng tu lâu thì càng tinh tấn chừng nấy. Cái gì phải nhớ cái chỗ lấy cái hậu làm gốc. Tôi nói người này có hậu, sống lâu mới biết là người có nhân hậu. Thì mình phải tập đó, gặp nhau dồn dã vậy rồi vài bữa cái chửi lộn. Tôi thấy ở đó nên trong nhà như vậy đó. Tết tới thì học đủ chỗ đi về thôi, 2-3 bữa đầu tay bắt mặt mừng. Ở chừng 6-7 bữa bắt đầu là cãi lộn rồi. Có chỗ đánh lộn rồi. Phật tử đây cũng vậy, mới gặp nhau thì mừng lắm. Ngồi hồi hàng quyên hồi cái bắt đầu khác nhau ý kiến, cái là sần sộ nhau. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thì cái thứ nhất đó là đoàn thực, ăn cắt từng khúc, rồi ỉa ra, rồi có xác thân, thành ra mấy hôi thối như vậy. Chết phải chôn, phải thiêu, rồi phải tìm coi cái ý chí mình mạnh hay không. Nếu mạnh thì có xá lợi, còn yếu thì không có, xương với tro không à. Rồi bây giờ bắt đầu giữ năm giới thì hơi cao thôi, là bớt dần những cái sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, bớt dần. Rồi thấy chưa được, nó còn đê tiện quá, còn bày hay quá. Thành ra gia đình mà hai vợ chồng mà hai con là vừa là tiết dục đấy. Còn 5-7 đứa có khi tới 16-17 đứa. Tôi thấy tôi ớn luôn. Gia đình tôi có 13 đó, chứ không phải vừa đâu. Đó, thành ra Đức Phật mới răng là phải 2 con thôi. Bây giờ chính phủ tôi thấy cũng vậy. Còn tới cái đó 2 người con cũng còn bày hay. Thì mới thấy là phải tiến lên thọ 8 giới. Từ nay là không có vợ chồng nữa. Thành ra cái cõi trời sắc giới rất là khó giữ. Mà nếu bây giờ mình không giữ thì không sanh về đó. Cõi trời sắc giới nó khác như cõi này nha. Nó không có nam căn nữ căn. Nó sống bằng cái hào quang. Nghĩa là chúng ta chụp bắt không dính. Thấy vậy đó, mà cái tướng nó là hào quang. Mà khi chết họ xuống là họ biến mất liền, khỏi chôn có gì hết. Họ ăn không phải ăn bằng như mình, mà kêu ăn bằng xúc thực. Phật tử làm được. Bữa nào niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm. Như nãy tôi nói, tới giai đoạn thứ 3 là khỏi cần niệm Phật nữa. Thì đây là ăn bằng xúc thực đó. Ly dục sanh nghĩ lạc là sơ thiền. Ly dục là rời cái sắc tài danh lợi ăn uống ngủ ý trở vô thì được hỷ lạc. Thì cái này là chưa có bền. Tới mà nhị thiền đó là định sanh hỷ lạc, là ngồi có thể 7 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng không cần ăn uống. Ăn bằng cái gì? Bằng cái nước miếng ngọt, hoặc là bằng cái cảm giác lân lân. Thì ai mà có cái cảm giác lân lân thì biết thỉnh thoảng mình có, nhưng mà 5-3 phút thôi. Chẳng hạn như người mẹ kính mến của mình, bà nói bà về thăm đó, thì mình nghe mình mừng, như cái đó là hỷ thôi. Rồi khi bà xuống máy bay mình ra tiếp bà, mình ôm lấy bà, thì cái này là lạc. Mình không biết mình ở đâu. Cái lạc này nó rất là quan trọng. Mấy người xì ke ma tí cũng có đấy. Mà cái này đưa tới xa đọa. Thành ra cái hỷ lạc của nó với cái hỷ lạc của người tu thiền không có nhận được, không có phân biệt được. Nhưng mà người tu cao thì nhận được. Thành ra khi quý vị ngồi thiền đó mà khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật là quý vị bắt đầu qua nhị thiền. Khỏi người trời cũng có, mà 5-3 phút à. Còn mà mấy người nhập định đó thì 10 tiếng, 7 tiếng, 7 ngày, 70 ngày, 7 năm. 7 năm không cần ăn uống gì hết. Tôi nói người không tin, ví dụ bữa nào tập làm thử coi. Quý vị thấy ngồi bất động vậy. Thì cái tâm quý vị không còn ở đây nữa, mà tâm ở cõi trời. Thì cái thân này nó do cái tâm đó điều khiển. Thì cái thân này đâu cần ăn uống vậy đâu. Rồi nếu quý vị chết bỏ cái thân này đó, quý vị sẽ thành cái thân ở cõi trời, là cái thân hào quang. Kinh cõi trời không có mặt trời mặt trăng nha. Cõi trời sắc giới đó, mỗi người có cái hào quang. Hào quang nếu mà quý vị mà cõi trời đó thì hào quang màu trắng. Còn nếu quý vị tu tiên đó, hào quang màu xanh. Thì hào quang này nó mát thôi. Còn nếu tu Phật hào quang màu vàng, nó sảng khoái. Khi đến rồi nó sảng khoái vô cùng. Thành đó quý vị tới mỗi người đều có hào quang hết. Nhưng mà tại sao không thấy? Vì quý vị có tư tưởng ác. Hào quang đen thui à, nó mờ mờ, không có thấy được. Hào quang nó tỏ ra trung quanh mỗi người. Khi nào quý vị nổi sân một cái hào quang màu đỏ, rồi quý vị có tư tưởng thiện thì hào quang màu trắng. Mà phải nhiều á thì nó mới tỏ ra mới thấy được. Còn quý vị le the đâu có ăn thua gì. Còn hào quang màu xanh là màu của lá cây, là màu của hy vọng. Tức là tu về thần thông nhiều, giữ giới ít hơn. Còn chư thiên đó giữ giới nhiều mà tu về định lực kém mấy ông tiên. Thành ra hào quang màu trắng, trắng là trong sạch, xanh là hy vọng, còn màu đỏ là màu sân giận, màu máu. Thành ra khi mình sân về một cái thì hào quang nó nổi, cái đầu mình chán váng. Nếu ai mà bệnh lên máu thì đứt máu chết luôn, đổ máu, đổ lửa, đổ máu luôn. Thì quý vị nên nhớ là rất là quan trọng đối với con người mình. Thì cái thứ nhì là xúc thực, là ăn bằng cái cảm xúc. Tức là quý vị có cái sắc thân thứ hai. Sắc thân thứ nhất đây là bên ngoài quý vị hãy thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Thì quý vị phải ăn bằng sắc, tài, danh, lợi, ăn, uống, ngủ, nghỉ. Sắc, tài, danh, lợi là ăn bằng cái tâm. Cái tâm ham ăn của quý vị, cái tư tưởng. Còn ăn uống rồi ăn bằng cái sắc thân này. Còn khi quý vị bắt đầu tám giới rồi đó, quý vị phải ăn trường trai tiệt dục. Mà qua cõi trời rồi đó quý vị không có trường trai. Cõi trời dục giới đó, người ta ăn bằng mùi hương, ăn bằng mật ong, ăn bằng cái này còn đó, ăn bằng những cái đầu tiên, hoặc uống nước, họ sống. Cõi trời dục giới của quý vị đâu, nó có 6 cõi tất cả. Cõi tứ thiên dương, dạ ma, đau lợi, đau sức, tha hóa, quá lạc. Mấy cõi này còn ăn. Mười sắc thân người ta đẹp đẽ lắm, có hào quang, người ta sống hàng triệu, hàng tỷ tuổi. Còn cõi trời sắc giới thì không có sắc thân bên ngoài này, nó sống mà sắc thân bên trong. Tức là dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Quý vị không thấy dây thần kinh này đâu. Có dây thần kinh tai xúc giác quý vị thấy. Dây gân đó là cái thần kinh xúc giác. Còn cái thịt này đó là thần kinh phù trần căn. Quý vị sống cái thân bên ngoài, thân bên trong vẫn có mà quý vị khó thấy. Đi bác sĩ nó mổ thần kinh thị giác, nó đứt dần gì con, đó là đuôi. Thì con mắt khi mà quý vị thấy rác đó là cái rác của con mắt. Còn nó nhức nhối chịu không nổi đó là không phải con mắt mà dây thần kinh thị giác. Cái răng quý vị đó khi mà bị ê đó là cái răng nó ê về phù trần căn. Còn cái răng nó nhức chịu không nổi là dây thần kinh nhức, tức là tủy đó. Tủy là dây thần kinh của răng. Phải học, phải tìm hiểu ngay con người mình. Nếu quý vị sống bằng dây thần kinh đó, quý vị trở về cõi trời sắc giới. Rồi khi mà chết rồi quý vị sẽ mang cái sắc thân cõi trời sắc giới, là không có thân bên ngoài nữa, mà quý vị sẽ nhìn thấu suốt vào cái thân người khác, thần vô bên trong. Vì tu đi rồi quý vị sẽ thấy. Để tôi nói ít nhất là quý vị phải ngồi thiền ít nhất cũng 7-8 tiếng. Thì có đó là mới cõi trời dục thôi. Thì bắt đầu lai qua cõi trời sắc giới là 7-8 tiếng quý vị không ăn uống, không tiêu tiểu gì hết. Rồi được 7 tuần lễ nữa thì là không ăn uống, không tiêu tiểu gì hết. Cái thân còn đây nhưng quý vị sống bằng cái thân bên trong. Thân bên trong là thân dây thần kinh đấy. Có thần kinh thị giác là mắt, thần kinh vị giác, thính giác là tai, khứu giác là mũi, vị giác là lưỡi, xúc giác là thân. Rồi thần kinh ốc là có cái ốc. Thì nữa là chết rồi qua cõi đó không có thân bên ngoài mà thân bên trong. Thành ra quý vị không cần ánh sáng mặt trời, mặt trăng vậy. Khi chết là quý vị có thể biến mất. Tôi kêu là tàn hình. Khỏi cần chôn, khỏi cần gì hết. Nếu quý vị mà tu cao, quý vị tiến lên cõi trời nhị thiền, tam thiền. Còn tu thấp thì trở xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trở lại. Thành ra cái đó kêu là xúc thực. Ăn bằng cảm giác hỷ lạc. Thì cái thứ ba đó là tư niệm thực. Cái này cao hơn nữa. Là quý vị bỏ cái thân bên ngoài, bỏ thân bên trong. Quý vị sống bằng cái ốc. Trung khu thần kinh. Quý vị biết mà trung khu thần kinh thì nó vi tế hơn là dây thần kinh. Thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác thì nó thô tháo hơn. Kêu hoàng tịnh sắc căn. Mà cái này là tịnh sắc căn vi tế. Tại sao vậy? Quý vị thấy 5 dây thần kinh đó, thần kinh mắt, thần kinh tai, mũi, lưỡi, thân đều đưa lên ốc hết. Cái đầu là quan trọng nhất, tôi thường nói đó. Quý vị chặt tay còn sống, chặt chân còn sống, nhưng mà chặt cái đầu rồi chết liền lập tức. Nó là tổng hành chinh, cũng như cái cây vậy. Nó có 5 nhánh, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, mà cái thân cây đó mới là quan trọng. 5 nhánh này đều gom về cái thân hết. Quý vị để ý cái đó để biết cái thân mình là cái thân cây, gồm có 5 nhánh là mắt, tai, mũi, lưỡi đều nằm ở trên cái thân của ốc. Thì cái ốc dây thần kinh nó vi tế hơn. Thì bây giờ mình bỏ cái sắc thân bên ngoài, bỏ cái sắc thân bên trong, dây thần kinh mắt, tai, mũi, lưỡi sống bằng dây thần kinh ốc, tức là tư niệm thực. Niệm là tư, là ý chí, niệm là tư tưởng. Ý chí nó lấy cái kinh nghiệm kiến thức trong linh hồn của mình đó, nó cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới tạo ra những cái cảnh giới mà do tư tưởng tạo. Chúng ta thường kêu là đọc ánh cảnh. Như bây giờ tôi nhìn thấy quý vị đây, thì con mắt tôi tiếp xúc, thì tôi bắt đầu mới có cảm giác dễ chịu, khó chịu. Rồi cái tư tưởng do ý chí nó cung cấp tại sao dễ chịu. Vì mình thấy Phật tử nó tu mình mừng, thì cái mừng này là do cái kinh nghiệm nó cung cấp cho. Rồi bây giờ tôi xuống cốc rồi không có quý vị nữa, nhưng mà cái óc tôi nó có quyền nó tạo ra cái cảnh giới này, kêu là hồi tưởng, nhớ lại. Thì bây giờ đâu có mắt, tai, mũi, lưỡi mà đâu có quý vị nữa, mà toàn toàn là do cái tư tưởng tôi nó mượn cái óc để nó tưởng tượng lại. Thì cũng vậy, khi mà tôi không cần mắt, tai, mũi, lưỡi, tôi ngồi tôi tưởng tượng ra hư không vô biên, tưởng tượng ra không gian, không thời gian có láng, và tùy thuận không gian thời gian đó của Bồ Tát Như Lai, thì cảnh giới cũng vẫn hiện ra. Nhưng cảnh giới này là đồ giả, đồ giả đồ thật không phân biệt được. Cái đó sau này tôi sẽ phân biệt. Thành ra tới cái thứ ba, thân thứ ba là tư niệm thực. Tất cả những cái gì tôi trải qua nằm ở trong linh hồn tôi, thì ý chí là cái nghiệp mới moi trong đó cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới mượn cái óc để tưởng tượng. Rồi sau nó cao nữa nó bỏ cái óc luôn, nó chỉ dùng mình tư tưởng tưởng tượng thôi. Thì đó là không vô biên, thức vô biên, vô sủ phi phi tưởng. Còn tứ thiền thì có mượn cái óc. Chắc khó hiểu không? Thì tôi giảng lại nhiều lần. Rồi quý vị có tu thiền định đó, có niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, hỏi đếm cũng chưa hiểu nổi cái tôi giảng đâu. Chừng nào khỏi cần niệm Phật thì nghe sư giảng hiểu liền. Cái này bắt đầu mình định được mạnh rồi đó, mình đi cao rồi đó, thì làm hoài thì được thôi. Thành ra nãy có Phật tử hỏi tôi khó quá sư ơi, làm sao? Tôi nói cái gì mà dễ? Cuộc đời không có gì dễ đâu. Nhưng rồi cái gì cũng dễ hết, do bền bỉ. Bền bỉ kiên nhẫn thì cái lá dâu của thành sợ tơ ống ạ. Nên tất cả sự thành công của con người là do ở bền bỉ. Christopher Columbus ông tìm ra tân thế giới là do gì? Cũng do cái kiên nhẫn. Thì đó là mấy tỷ thủ nó chán nản, nó tính đập ông á, ông mới gạt ở kia, nó có cái quả địa, có cái trái đất kìa. Thì đi tới rồi không phải. Cũng như là Tào Tháo cũng gạt ngoài kia, đi khát nước quá muốn chết, nó muốn nổi loạn. Ông nói có cây me ở đằng kìa, cho nó chảy nước giải, nhưng đi tới không có, đi hoài thì phải gặp thôi. Thành ra tôi thường nói trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh trên kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Ai dạy con tinh tấn sư? Cái này không ai dạy hết. Bây giờ mình té đầu bạch sư, còn làm sao ngồi dậy? Làm sao? Thì ngồi dậy chứ làm sao? Chống cái đau khổ đó ngồi dậy. Trên đường đời ai không hơn một lần đau khổ? Tôi nói hơn một lần, tức là cả trăm cả triệu lần. Nói con tu, con niệm Phật, con thấy khó. Một hôm có mình khó sao? Con niệm sao nó nghĩ tùm lum rồi đó. Giờ không niệm nó không có gì. Con ăn, con ngủ cho đã trời, con trỏng giò, con ngủ. Bây giờ sư bạch phải sư nói niệm Phật, phải nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Con miệng thì niệm Phật, mà cái tâm con nghĩ cả trăm chuyện. Cái tâm này mới tránh đó. Bây giờ con làm sao? Con nghĩ con không tu được, thôi con bỏ cuộc. Mà có mình cô là có sao? Tôi cũng vậy mà, Đức Thái Tử Sĩ Đạt Ta cũng vậy. Ngài mới tập nhiều hơn mình đó. Tại sao vậy? Vì Ngài nhiều chức vụ quá. Làm vua là cả bá tánh là Ngài phải lo. Rồi lo cha, lo mẹ, lo vợ, lo con, rồi lo bá tánh trong dòng thọ nữa. Mà Ngài còn nhất niệm là làm được. Còn mình tại sao mà làm không được? Cứ sợ hoài, cứ nghĩ là tôi hèn kém. Nói là Phật là cái đức Ngài bự lắm sư ơi. Mà hồi đó Ngài không phải từ cái chỗ mẫu giáo Ngài bò lên sao? Con làm sao mà so sánh với Phật? Không có cái vụ đó. Ai cũng phải bước từ mẫu giáo. Còn Phật Thích Ca mày hỏi Ngài coi. Ngài cũng đau khổ vô cùng chứ. Ngài bước từ từ dấp té, Ngài ngồi dậy nữa. Thì bây giờ mình cũng vậy thôi. Không có người nào mà cha mẹ sanh ra là Phật được. Không có ông nào bác sĩ nào cha mẹ sanh ra là bác sĩ hết. Từ mẫu giáo mà kiên nhẫn hay không, cái bền bỉ hay không. Mới làm sao bền bỉ sư, cái này tôi đầu hàng thôi. Té rồi con làm sao người dậy sư, trời ơi. Làm sao người dậy, tắm trong một đạp nữa thì ngồi dậy, chứ ngồi dậy sao bây giờ. Rồi đó bậc cử đường đặt cái câu hỏi làm sao. Tôi nói không có làm sao. Té 100 thì ngồi 101 lần. Dám không? Không dám thì về xuống địa ngục. Thế bây giờ biểu tôi làm sao vậy? Ăn chay thì nó ăn 10 ngày, ăn khó quá sư ơi. Vì cái gì dễ? Ăn có 2 ngày hả? Tôi bực những người vậy đó. Rất đủ điều kiện, con cái nó rất thương mình. Nó lo cho mình, gia đình nó, con nó được tu hết. Mà giờ năn nỉ rồi mình hứa với sư 10 ngày. Về nó khó quá sư ơi, con ăn có 2 ngày. Tôi nghe là tôi muốn bột tay. Xong rồi tôi bực cái người học tu. Cõi đời nó đã khổ đau rồi, nó đã thấp tàn rồi, đời nó đã cách sắp tận thế rồi, mà còn không chịu tu. Rồi bây giờ hỏi sư làm sao cho con ăn chay được, làm sao cho con tinh tấn. Rồi tinh tấn hỏi làm sao. Té mà hỏi làm sao con ngồi dậy. Ai giúp cho con ngồi dậy? Sư dùng cái phép thần thông nào sư làm cho con ngồi dậy. Rồi bệnh mà ăn đồ không cử, làm sao sư làm sao con hết bệnh. Thấy đa số Phật tử như vậy đó. Ẩm con lại rồi con đau, nói sư làm sao dò đầu nó cái nó hết đau. Hết thì hết thiệt, nó cũng trở lại. Tại vì mẹ nó không tu. Nó tới tôi hỏi cô phải mẹ nó không? Cô có ăn chay không? Không có. Thì nó bệnh là phải. Nó bệnh rồi tới cô bệnh nữa. Không tu gì hết trơn rồi làm sao mà cứu con mình là chính mình mới là quan trọng. Ông sư ổng lo cả triệu cả tỷ người, ổng là chung hết. Thì bắt quá ổng rồi đầu nó hết bệnh vài bữa vài tháng thôi, nhờ cái đức của ổng. Còn mình không có đức sao? Ổng có đức là nhờ ổng giữ giới, thì mình cũng giữ giới được vậy. Nhưng mà cái đức ổng bự hơn mình, là vì ổng giữ tới 250 điều, còn mình 5 điều thôi. Mà 5 điều cũng không giữ được. Bây giờ đi nhờ ổng. Mà ổng thì ổng lo chung hết, mình lo con mình thôi, thì nó gần gũi hơn. Vì tôi nói cái tu mà không hiểu là khó lắm. Thành ra tôi năn nỉ quý vị là sau khi tỏ giới rồi thì không cần đến chùa cũng được, không cần đến tịnh xá cũng được, muốn đi đâu thì đi. Cuộc sống sao sống y như cũ thôi, không có điều kiện gì tôi hết. Nhưng tôi năn nỉ là năn nỉ, tức là không đi thôi. Giữa tháng và cuối tháng, 10 giờ trưa tới 12 giờ đến đây để nghe Pháp. Chứ vậy, có cái hiểu biết. Cái hiểu biết Đạo Phật kêu đó là trí tuệ, là pháp lý trí tuệ. Cái này nó dính trong mình nó sẽ giúp cho mình thấy được cái bất tử niết bàn. Niết bàn là do cái hiểu biết. Phật có niết bàn mình không có sao? Phật Ngài nhận được cái bất tử, Ngài biết cái không dính mắc. Ngài nắm được cái không dính mắc thì Ngài là Phật. Mà không dính mắc cái gì? Không dính mắc cái nhận thức, cái tư tưởng mình. Quý vị tư tưởng dính mắc tùm lum rồi đau khổ gì la làng. Rồi ai cứu mình? Mình làm thì mình phải cứu mình. Cứu bằng cách nào? Bằng cách đi nghe Pháp để tìm hiểu. Thành ra đối với tôi mà tu phước không, tôi không chịu phước rất cần. Nó là cái bàn đạp để cho mình đi tới trí tuệ giải thoát, đi tới pháp lý. Phước thì tôi cũng thấy quan trọng, nhưng không có phước làm sao tu? Mình ngu si, mình nghèo khó là làm sao tu? Nhà ăn bữa đói bữa no làm sao rảnh mà vô đây ngồi như thế này được? Thì cái đó là phước báo. Rồi phước báo làm phước thêm nữa, thì giàu sang quan quyền vua chúa, kiếp sau lên làm hoàng hậu nữa. Hoàng hậu xuống sao? Khói cột chết luôn. Kiếp sau làm vua nữa, vua xuống sao? Đi đâu cũng phải có gạt được co hết. Có người bảo vệ không có thì nó ám sát mình chết. Thái tử Sĩ Đạt Ta nó mà rơi chưng một cái là nó giết liền. Sau này bỏ ngôi vua đi làm hành khất, ngày đi xin ăn, đêm ngủ dưới gốc cây, có ai thèm ngó đâu. Như tôi bây giờ lỡ gốc con ngựa ai mà giết, giết lấy cái gì đâu. Ổng nghèo sạc xương mông, không có bình bát không, như cái mũ y thôi. Giết ổng lại làm dành cái chức khất sĩ à? Cái chức đi xin ăn, ai cũng được vô thì rơ cái bát rồi mượn áo đi xin ăn, nó có gì đâu. Cái đó không ai dành, mà làm vua là dành đó. Vua thì nó giàu sang quan quyền vua chúa, tiền ô uổng hậu uổng, thấy không? Là muốn ăn cái gì có cái nấy. Còn khất sĩ muốn ăn thì không ai cúng, là phải nhịn đói. Nhưng mà chính cái nồi sung sướng, mình sống là để ăn sống. Ăn là để sống, chứ đâu phải sống để ăn. Mà chúng ta sống là để ăn, ăn đủ thứ hết. Đói bụng thì xin ăn, thì có cái gì ăn là khỏe thôi, ăn cơm thì được rồi. Không à, tôi muốn ăn cơm mà có thịt bò nữa, 7 món nữa. Uống thì khát nước, uống nước mưa, nước chín được rồi. Không, tôi muốn uống bia thì chết rồi. Cái này là bắt đầu sanh sự, có vấn đề, là có đau khổ. Tôi nói sai là tôi xin chịu tội. Ví dụ quý vị thấy là tất cả đều do thức biến. Hồi xưa là mưa thuận gió hòa, bây giờ mưa không thuận gió không hòa. Trời mưa gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa đó khác xưa rồi. Thành ra khi mà qua Bát Nhã là cái thứ tư. Cái đó kêu là tư niệm thực. Còn Bát Nhã kêu là thức thực. Thức là gia thức, là đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Dòng nước chảy vào dòng nước, nó không có tướng. Cái đó là linh hồn của chúng ta đấy. Mà chúng ta nói linh hồn chứ mình có thấy nó đâu. Thấy bằng linh hồn, nghe linh hồn, ngửi mà linh hồn, nói mà linh hồn, xúc sờ linh hồn. Mắt thấy, cái thấy là diệu dụng của linh hồn. Cái tai nghe, cái nghe đó là diệu dụng linh hồn. Còn linh hồn nó không thấy, không nghe. Cái thấy nghe mượn nó để mà phát hiện. Thành nó nói cái thấy không phải linh hồn là sai, mà nó cái thấy là linh hồn là trật. Cái thấy là cái diệu dụng, nó mượn cái linh hồn để nó phát ra cái diệu dụng thấy. Rồi cái lỗ tai nó mượn cái linh hồn để nó phát ra cái diệu dụng nghe. Cái lỗ mũi nó mượn cái linh hồn để nó phát ra cái diệu dụng ngửi. Thì tất cả trong đó có một cái linh hồn, mà cái diệu dụng, cái tác dụng vô số. Cái gì để ý cái đó heo. Thành ra nắm được cái linh hồn là cái thức thực, cái an của bậc thánh. Nhập lưu được 1/4, nhất dẫn lai 2/4, bất lai 3/4, A La Hán 4/4. A La Hán hoàn toàn đó, nhưng mà cho mình thôi. Còn tùy thuận để chỉ chúng sanh, là thị hiện làm đau khổ chúng sanh mà không dính mắc, cái đó là Bồ Tát, Thánh và chư Như Lai. Đại khái là như vậy. Thành ra cái ăn thứ tư này là quan trọng nhất. Tôi ăn cũng như mọi người. Tôi trở về khỏi dục giới được nữa. Quý vị ăn sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Tôi cũng sắc. Tôi thấy nhà cửa đẹp thì tôi cũng biết đẹp. Nhưng mà không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã tôi nghe. Còn quý vị thì nhà này nhà của tôi. Xe hơi Honda của tôi, vợ của tôi, con của tôi, nhà cửa tôi. Còn các bậc thánh thì vẫn có xe, vẫn có đồ, vẫn có đồ đẹp. Có khi thị hiện có vợ con. Nhưng mà cái đó không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Cũng sống như tất cả quý vị, nhưng không dính mắc cái gì hết. Thì cái đó khó đó. Nó khó là có người hỏi khó quá, giờ làm sao sư? Cũng làm sao nữa. thì làm hoài chứ làm sao giờ. Ông Phật nào mà không phải không được khó khăn mà bò lên. Thành ra cái thứ nhất là thức thực, là nếu đoàn thực vẫn đoàn thực. Ông Phật con ăn ngon, ông có biết ngon vậy? Ăn dở, ông có biết dở vậy? Đau, ông có nhức nhối như mình vậy? Chứ không phải ông Phật không đau sao? Nhưng Đức Phật mà bị đều ra đăng đá, Ngài cũng nhức nhối. Ngài nằm nghiêng một bên, Ngài lắng nghe. Thì cái nhất không phải Ngài mà cũng không khác Ngài. Ngài là cái lắng nghe. Lắng nghe nó biết được cái nhất. Mà cái biết không có nhất. Thì cũng nhất như quý vị, nhưng quý vị không có cái biết. Không có cái đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Ngài lắng nghe cái đau. Biết có cái đau. Cái đau là cái cảm giác sắc thân, chứ cái biết đâu có đau. Rồi đi, Ngài biết mình đi. Thì Ngài là cái biết đâu có đi, cái thân đi. Nó dễ vậy nhưng mà làm khó à. Nghe quý vị, tôi mấy chục năm đó tôi trăn trở với vấn đề đạo Phật. Giờ đau trời. Tôi thấy đạo Phật mất rồi. Tôi nghe giảng của Hoài, tôi nói giảng đâu đạo trời không à. Nó đi, thân đi. Rồi thấy mình đi lẹ, cái cải sửa đi chậm. Thấy mình không có nết na, cái cải sửa cho nết na đầm thấm. Thì như vậy là Phật, không phải vậy. Đó là trời. Tôi không có nết na, tôi không có hạnh kiểm. Thì tôi biết không có hạnh kiểm. Thì tôi không sửa, không cần sửa. Cái biết này là tôi, chứ cái bất hạnh không phải là tôi. Rồi tự nhiên đó, trong cái yên lặng này thì cái hạnh kiểm nó có lại một cách tự nhiên. Còn nếu không có thì cô không sao, tôi đâu phải là nó. Mà tôi cũng không khác nó nha. Cho hiểu đó. Cái con người mất hạnh, con người đê tiện với con người cao thượng. Thì đê tiện cũng không phải tôi, mà cũng không khác tôi nha. Bởi vì nó nương vào cái chân tâm tôi mà nó phát hiện. Thì tôi biết nó mà đừng dính mắc thôi. Nên là cuộc đời mình muốn có người thiện, người cao thượng không, mà không có muốn ăn, có ăn cướp, có kẻ ác, không bao giờ có vụ đó. Hiện tượng giới là phải có vậy. Có ngày là phải có đêm. Rồi mình khoái cái phước báo, mình biết cái người cao thượng, mấy ông sư tu mình lại thấy mồ, rồi mấy đàn xì ke ma tí mình ghét nó, không được. Nếu không có xì ke ma tí làm sao có ông sư? Hỏi ổng coi mấy năm về trước ổng cũng ngu si, ổng cũng là đủ thứ hết trơn mà ổng bỏ. Thì mà mình ghét người ác, mình thích người thiện là kẹt. Nói vậy bây giờ con phải thích người ác mà ghét người thiện hả sư? Còn kẹt dữ nữa. Ác thì mình biết là bởi vì nó ngu si nó mới ác. Nó học mẫu giáo là bởi vì nó ngu nó mới mẫu giáo. Chứ nếu mà nó mà thông minh nữa làm thầy giáo lại dùng nó đi học. Thành ra Phật tử đừng có nói là tụi con ngu lắm sư. Thì ngu mới là Phật tử. Còn nếu quý vị không ngu, quý vị làm sư cô, làm tăng hết rồi. Hồi trước tôi không ngu như quý vị sao? Tôi cũng vậy thôi. Thì phải cố gắng bò lên. Rồi bò rồi nó té là sao sư? Té thì ngồi dậy. Đi nữa. Chỉ có vậy thôi. Cái tinh tấn là quan trọng nhất trên con đường tu của mình. Thành ra từ nay không có chán nản heo. Ráng ăn cho 10 ngày. Ăn không được thì cố gắng ăn. Cố gắng tức là ăn không vô, không ngon thì cứ nhai thôi. Nghĩa làm sao cho no cái bụng được. Ai mà không hơn một lần vấp ngã trên đường tu này cả trăm cả tỷ lần vấp ngã. Nhưng mà vấp ngã cái chướng ngại nó cao như núi, tôi phải cao hơn núi. Cái chướng ngại, cái đau khổ nó lớn hơn biển, tôi phải lớn hơn biển. Con người có ý chí vậy là cái gì cũng làm được hết. Thì tôi giảng cái thức thực, quý vị biết thức thực không là gì hết mà là cái cả. Tức là trong ai lại gia, trong cái chân tâm mình, trong cái lặng lẽ, trong cái biết này, thì nó phát hiện ra cái dòng nước này nó không có sống. Nó chỉ là sự yên lặng lòng nước linh hồn chúng ta. Chỉ là sự yên lặng trùng khắp cả không gian. Thôi đến đây tôi xin tạm ngưng. Thì tới tôi sẽ giảng qua cách khác và lặp lại cái này, hoặc là giảng qua cái khác. Cũng là 15 mạng chúng sanh, 4 đường ác, 4 đường thiện, 4 tiểu thánh và 3 bậc tam tôn. Có nhiều cách lắm, có nhiều cách giảng lắm. Tôi bây giờ hơi nhiều chuyện rồi, tôi linh động, tôi véo qua léo lại. Thì cũng một cái nhiêu đó thôi. Thì tôi nói tóm lại, đoàn thực là quý vị bây giờ Còn xúc thực là bằng cảm giác. Thì đoàn thực xúc thực hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà qua tới bậc thánh một thứ thôi. Các ngài cũng có thể đoàn thực nhưng mà không dính mặt. Các ngài có thể xúc thực mà không dính mặt. Có ngài có thể tư niệm thực mà vẫn không dính mặt. Thì cái đó kêu là thức thực. Thức thực không là gì hết mà là tất cả. Còn giữa đoàn thực là xúc thực khác nhau rất nhiều, nhưng mà có liên cài. Quý vị đoàn thực trước, quý vị đáng tu để mà tiến hóa lên mới qua được xúc thực. Xúc thực rồi quý vị tu tiến hóa mới qua tư niệm thực. Còn thức thực là không có. Mà thức thực cũng có đấy. Nhập lưu thì nhận được cái đoàn thực thôi, xúc thực chưa nhận được. Nhất vãng lai mới nhận được cái xúc thực của người trời dục giới. Bất lai mới nhận được cái xúc thực của sơ nhị tam thiền. Rồi A La Hán mới nhận được cái thức xúc thực của tứ thiền, sắc giới và tứ không. Đại khái như vậy, thấy không? Thì cái đó là thánh nhân, họ làm được hết. Tới A La Hán rồi cái nào cũng có, nằm trong chân tâm. Thôi đại khái như vậy. Vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa, tôi cũng cầu chúc cho quý vị đều chống vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.